Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 159. Ầm ầm, không trung truyền đến từng tiếng nổ mạnh, lại là Bạch Ma cùng Huyết Phượng Tử điên cuồng đụng vào nhau, chân trời nổ vang ầm ầm, người bình thường căn bản bắt không đến tung tích của bọn hắn. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn không trung một cái, tựa như đã sớm đoán được hắn nghĩ muốn kết cục một dạng. Hắn tìm đến một đầu cái ghế nằm xuống, ánh mắt lại là rơi vào U Cửu Minh trên người, U Cửu Minh bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. U Cửu Minh, ngươi còn đại khái có thời gian uống cạn nửa chén trà làm lựa chọn. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi U Cửu Minh đáp án. Ngọc Kỳ Tử bọn họ lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem U Cửu Minh, lấy bọn họ đối Tiêu Phàm hiểu rõ, nếu Tiêu Phàm không phải cầu hiền như khát nước, đoán chừng đã sớm diệt U Cửu Minh, chỗ nào còn sẽ cùng hắn như vậy nói nhảm. U Cửu Minh thần sắc một trận phức tạp, hắn mặc dù đã thần phục Huyết Phượng Tử, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm mới thật sự là lương chủ. Chỉ là, nếu như hắn cứ như vậy thần phục Tiêu Phàm, vậy sau này cho dù đến Tiêu Phàm trận doanh, cũng sẽ không phải chịu trọng dụng. Dù sao, một cái có thể phản bội trước đó chủ tử đầu nhập vào người của người khác, ai có thể cam đoan hắn không phản bội bây giờ chủ tử, mà đầu nhập vào hắn ở đâu. U Cửu Minh danh xưng khẩu Phật tâm xà, nhưng hắn vẫn lại một viên linh lung tâm. Tất cả những thứ này đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không biết Tiêu Phàm là một hạng người gì, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm quyết định. Giờ phút này, tâm tư của hắn liền tựa như bị giày vò đồng dạng, mỗi một tức đều qua 10 điểm gian nan, thậm chí hắn đều không biết, Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, bản thân chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà. Chẳng lẽ cái kia bạch sắc thần thú chiến thắng Huyết Phượng Tử, chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà sao? U Cửu Minh không có mở miệng, hắn mặt khác 6 cái cấp dưới cũng duy trì trầm mặc, tựa như đã làm xong cùng U Cửu Minh cùng nhau chuẩn bị đối mặt. Nơi xa, U Phượng nhất tộc không ít tu sĩ nghe tin chạy đến, nhìn thấy bọn họ tộc trưởng lại bị người chế phục, sắc mặt lập tức đại biến, có một ít người càng là thiếu chút nữa thì vọt lên. Tiêu Phàm mặc dù nhắm hai mắt, nhưng bốn phía phát sinh sự tình lại là rõ ràng in vào trong đầu của hắn. U Cửu Minh có lẽ âm hiểm một điểm. Nhưng hắn chỉ ít có thể có được tộc nhân mình tán thành, cái này khiến Tiêu Phàm đối với hắn lại có chút lau mắt mà nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Tiêu Phàm nói tới nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, U Cửu Minh nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, thiếu chút nữa thì vọt đến cổ họng. Oanh, lúc này, chân trời một tiếng nổ vang, hai đạo bóng người nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy sắp rơi trên mặt đất thời khắc, liền vừa chạm vào tức mở. Một trắng một đỏ. Phân biệt rơi vào hai tòa ngọn núi bên trên. Tiêu Phàm bọn họ một phương, Bạch Ma toàn thân bộ lông thánh khiết hoàn mỹ, không nhiễm mảy may bụi bặm, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Mà đối diện, Huyết Phượng Tử áo bào lại là bể nát không ít, lờ mờ còn nhỏ xuống lấy giọt giọt máu tươi, so với Bạch Ma hoàn hảo không chút tổn hại, Huyết Phượng Tử hiển nhiên rơi xuống hạ thừa. Huyết Phượng Tử thua, phía dưới tu sĩ trong lòng giật mình, trong lòng run lên bần bật. Trong lúc nhất thời không thể tin được sự thật này. Huyết Phượng Tử, đây chính là Phượng Hoàng tộc trẻ tuổi một đời cao cấp nhất thiên tài A, vậy mà bại bởi một cái không biết tên thần thú, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận đây. Xem ra ngươi đã quyết định, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước người U Cửu Minh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. U Cửu Minh trong lúc nhất thời nghe không hiểu Tiêu Phàm ý tứ, nhưng có người lại nghe rõ. U Cửu Minh, ngươi dám phản bội bản Phượng Tử, một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền đến, làm U Cửu Minh lấy lại tinh thần, lại là một đạo lợi mang vượt qua hư vô mà đến, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là U Cửu Minh phản ứng tính nhanh kết quả, nếu là chậm nửa nhịp, đoán chừng xuyên thủng chính là mi tâm. U Cửu Minh trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn bộ ngực mình cây kia huyết sắc lông vũ, ánh mắt lộ ra không thể tin. Hắn không nghĩ tới. Cũng bởi vì Tiêu Phàm một câu, Huyết Phượng Tử vậy mà dưới cơn nóng giận liền muốn giết mình, liền đưa cho chính mình cơ hội giải thích đều không có. Chẳng biết tại sao, U Cửu Minh chỉ cảm giác mình là bi ai dường nào. Đây chính là mình thần phục chủ tử sao? Tiểu tử, bản Phượng Tử chó ngươi cũng dám muốn, thực sự là thật to gan. Huyết Phượng Tử lại cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. U Cửu Minh toàn thân run lên.
bản thân dù sao cũng là U Phượng tộc tộc trưởng A, thời kỳ thượng cổ, U Phượng tộc cũng là đại tộc một trong. Nhưng hiện tại, hắn đường đường U Phượng tộc tộc trưởng, từ đầu đến cuối, ở trong mắt Huyết Phượng tử, đều liếc mắt một cái chó mà thôi. Một cỗ thê lương ý tứ truyền khắp U Cửu Minh toàn thân, cùng lúc đó, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, U Cửu Minh thể nội ba cây kim châm trong nháy mắt chảy ra mà ra. U Cửu Minh lại khôi phục đại đế cảnh đỉnh phong khí thế, một cái tay của hắn dùng sức nắm lấy bộ ngực mình cây kia huyết sắc lông vũ, dùng sức túm đi ra. Huyết Phượng tử, người như vậy ước gì ta chết sao? U Cửu Minh hai mắt đỏ bừng, không còn tôn xưng Huyết Phượng tử là thiếu chủ. Hắn thân làm nhất tộc chi chủ, tự nhiên cũng có hắn ngạo khí. Thần phục Huyết Phượng tử, đây chẳng qua là lãng phí bản thân mà thôi. Hắn U Cửu Minh có lẽ không thế nào, nhưng ít ra, Huyết Phượng tử còn chưa xứng hắn dùng mệnh đi giữ gìn. Phản chủ cầu vinh, chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao? Huyết Phượng tử lạnh rên một tiếng, nói, không chỉ ngươi muốn chết, U Phượng nhất tộc cũng tất cả đều muốn chết, từ đó, thế gian lại không U Phượng nhất tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường U Phượng tộc tu sĩ lập tức táo động, bọn họ cũng không có khủng hoảng, có chỉ là phẫn nộ. Huyết Phượng tử, ngươi dám, liền bằng ngươi một người cũng muốn diệt ta U Phượng tộc, thực sự là người si nói mộng. Giết hắn, thay tộc trưởng báo thù, U Phượng tộc tu sĩ tức giận giống giận, tựa như chỉ cần U Cửu Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ liều chết diệt đi Huyết Phượng tử. U Cửu Minh ném đi trong tay huyết sắc Phượng Vũ. Nhìn về phía trời cao Huyết Phượng tử nói, Huyết Phượng tử, ngươi liền khẳng định như vậy, ta phản bội ngươi, liền cho ta cơ hội giải thích cũng không cho. Huyết Phượng tử nhíu mày, chẳng lẽ, bỗng nhiên, hắn tựa như minh bạch cái gì, lập tức tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, nói tiểu tử, ngươi. Ta không nói U Cửu Minh thần phục ta à, chỉ là chính ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Không đợi Huyết Phượng tử nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, nhún nhún vai nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía U Cửu Minh, nói, xem ra ngươi đã quyết định. Lại là câu nói này, chỉ là ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước đó là một loại giọng bình thản, mà bây giờ, lại là một loại hỏi thăm, còn mang theo một tia khẳng định. U Cửu Minh thở sâu, bỗng quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm, U Cửu Minh, ra mắt công tử. Nếu như Huyết Phượng tử không có bắn giết hắn. U Cửu Minh chắc là sẽ không quả quyết như vậy thần phục Tiêu Phàm, nhưng là bây giờ, hắn tình nguyện không bị Tiêu Phàm coi trọng, cũng không muốn chết ở trong tay Huyết Phượng tử. Tốt, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, hai tay đỡ dậy U Cửu Minh, trong lòng lại là thầm nói Huyết Phượng tử thần trợ công. Lại một đại tộc gia nhập Vô Tận thần phủ, Tiêu Phàm làm sao mất hứng đây? Chỉ là có chút người lại cao hứng không nổi, chỉ thấy Huyết Phượng tử vẻ mặt vẻ dữ tợn. Run rẩy chỉ Tiêu Phàm cùng U Cửu Minh nói, tốt, 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 tiểu tử, U Cửu Minh, các ngươi đều phải chết. Huyết Phượng tử bị Tiêu Phàm tức đến gần thổ huyết, mặc dù hắn không thế nào coi trọng U Phượng nhất tộc, nhưng là một dạng khó chịu loại kia phản bội cảm giác. Huyết Phượng tử một mực cao cao tại thượng, thân làm năm đại Phượng tử hoàng nữ một trong, tầm mắt của hắn cũng xa phi thường người có thể so sánh. Hắn thấy, cho dù là hắn đem U Cửu Minh xem như một con chó, U Cửu Minh cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đáng tiếc, hắn quá đề cao bản thân, xem thường người khác. Làm sao, còn chưa cút, thật muốn để cho ta cánh gà nướng hay sao? Tiêu Phàm cũng không sinh ta khí, ngoạn vị nhìn xem Huyết Phượng tử nói. Muốn chết, nghe được cánh gà nướng ba chữ này, Huyết Phượng tử triệt để tức giận rồi. Hét dài một tiếng, hắn hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn Huyết Phượng đáp xuống. Vô số huyết sắc lợi kiếm bắn ra, hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh giết mà tới. Lan, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, cùng lúc đó thân hình tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang từ trên người hắn nở rộ mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo chớp lóe, liền đại đế cảnh đỉnh phong đều bắt không đến. Phốc suy một tiếng, hư không mảng lớn huyết phủ huy sái mà xuống. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Huyết Phượng tử một cái cánh trực tiếp thoát ly thân thể. Huyết Phượng tử phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, lăng không nhất chuyển, lên như diều gặp gió cửu tiêu, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, vẻ mặt bi phẫn nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cánh gãy chỗ, máu tươi cuồn cuộn nhỏ xuống, còn có một loại lực lượng quỷ dị,
không ngừng tiêu diệt sinh cơ của hắn. Mà Tiêu Phàm lại là lấy tay vung lên, một cái thần lực biến thành móng vuốt, nắm lấy Huyết Phượng Tử cái kia cánh gãy, cánh gãy đã biến thành 10 trượng trở lại lớn nhỏ, đây mới là cánh gãy cô đọng chân chính tinh hoa. Ngọc Kỳ Tử, cầm lấy đi nướng. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại cầm trong tay cánh gãy văng ra ngoài. Những người khác nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim không rõ run lên, chẳng lẽ ra hỏa này, là thật chuẩn bị kiểm tra cánh gà, không, nướng cánh phượng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, dù là Thanh Long Vân cũng là càng thêm kính sợ lên. Liên Huyết Phượng Tử cánh cũng dám nướng ăn, còn có cái gì là Tiêu Phàm không dám làm đây? Một khi Tiêu Phàm thực đem Huyết Phượng Tử cánh cho nướng ăn, vậy sau này chắc chắn là không chết không thôi mối thù a. Huyết Phượng Tử lần nữa huyễn hóa thành hình người, sắc mặt tái xanh hết sức, hắn đã ma diệt cánh gãy chỗ cái chủng loại kia quái dị lực lượng, vừa dài ra mới cánh tay. Là, công tử, Ngọc Kỳ Tử tiếp nhận Huyết Phượng Tử cánh gãy, ngay sau đó tại mặt đất nhấc lên một cái bếp lò, dùng thần hỏa bắt đầu nướng. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Huyết Phượng Tử tức đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh trên trán đều bạo khởi. Hắn nhưng là hắn đường đường Phượng Hoàng tộc Thiên Chi Kiêu Tử, năm đại Phượng Tử Hoàng nữ một trong, nếu như bị người biết mình cánh bị một cái nhân tộc nướng ăn, đối thanh danh của hắn có thể là đả kích rất lớn. Về sau trở lại Long Phượng tộc, chỗ nào còn có thể ngẩng đầu lên làm Phượng Hoàng đây? Giờ phút này, Huyết Phượng Tử hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, nhưng mới rồi Tiêu Phàm một đòn cũng đã triệt để chấn nhiếp đến hắn, hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Còn chưa cút, Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem Huyết Phượng Tử, dưới chân lần nữa bước ra bước chân. Ngươi chờ ta, Huyết Phượng Tử thấy thế, kêu to một tiếng, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà lúc này, phía dưới lại truyền đến một thanh âm, kém chút để Huyết Phượng Tử ngã xuống. Công tử, cái này cánh gà nướng, muốn hơi cay, hay là vừa cay? Chỉ thấy Ngọc Kỳ Tử một tay cầm Huyết Phượng Tử cánh gãy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, mười điểm nghiêm túc dò hỏi. Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh bọn họ nghe được, kém chút không một đầu mới ngã xuống đất. Bạch Ma cũng không nhịn được cho Ngọc Kỳ Tử một cái khen ngợi ánh mắt, lời này, quá tuyệt. Huyết Phượng Tử quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Kỳ Tử một tiếng bi phẫn thét dài, liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Huyết Phượng Tử ánh mắt, không khỏi sợ run cả người, hắn chỉ là bản năng nói ra câu nói này mà thôi, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại hắn mới hiểu được, bị Huyết Phượng Tử ghi hận, có thể không là một chuyện tốt. Mà lúc này, Tiêu Phàm thanh âm hợp thời vang lên, vừa cay. Tiêu Phàm cũng bị Ngọc Kỳ Tử hỏi lời này sửng sốt một chút, không khỏi giơ ngón tay cái lên, câu nói này, đối với Huyết Phượng Tử mà nói, tuyệt đối là bạo kích. Công tử, Huyết Phượng Tử người này lòng nhỏ hẹp, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. U Cửu Minh thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Bạch Ma rất mạnh, có thể Huyết Phượng Tử sau lưng Phượng Hoàng tộc mới là đáng sợ nhất. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc gật đầu. Không nói hắn rất khó chịu Huyết Phượng Tử, chính là Huyết Phượng Tử vây công Long Vũ sự tình, Tiêu Phàm liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ là Huyết Phượng Tử thực lực kỳ thật cũng không kém, hơn nữa khẳng định có đòn sát thủ, bằng không mà nói, Tiêu Phàm vừa rồi liền cùng Bạch Ma bắt hắn cho lưu lại. Thuộc hạ nơi này có một kiện đồ vật, có lẽ có thể đến giúp công tử. U Cửu Minh mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một mai ký ức thủy tinh. Tiêu Phàm thấy thế, cổ quái nhìn U Cửu Minh một cái. Kinh ngạc nói, ngươi sẽ không đem sự tình vừa rồi qua cho ghi xuống a? Đây là thuộc hạ quen thuộc, U Cửu Minh xấu hổ cười một tiếng, hắn ngay từ đầu vốn là nghĩ ghi chép ám toán Tiêu Phàm bọn họ một màn, dùng để hướng Huyết Phượng Tử khoe thành tích. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thứ này cuối cùng thành ứng phó Huyết Phượng Tử đồ vật. Ha ha, ký ngươi một cái công lớn, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, tiếp nhận ký ức thủy tinh, tiếp tục ghi chép nói, tới tới tới. Mọi người cùng nhau ăn cánh gà nướng, nghe nói cái này mùi vị không tệ. Dứt lời, Tiêu Phàm chạy tới Ngọc Kỳ Tử bên người, kéo xuống một tảng lớn thịt phượng, liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Bạch Ma mấy người cũng nhìn chảy lên ngụm nước, chỗ nào còn sẽ khách khí,
ngược lại là U Cửu Minh bọn họ thân làm phượng tộc, không thế nào hạ được cửa. Tiêu Phàm cũng không ép buộc hắn, hắn đối đãi người khác, cùng đối đãi mình người, đó là hoàn toàn không giống. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân đám người lúc này mới đem huyết phượng tử cánh gà nướng cho tiêu hóa sạch sẽ. Ngọc Kỳ Tử, người đem trong này hình ảnh xử lý một chút, sau đó lan rộng ra ngoài. Tiêu Phàm lại cầm trong tay ký ức thủy tinh giao cho Ngọc Kỳ Tử nói. Công tử yên tâm, cam đoan để ngài hài lòng. Ngọc Kỳ Tử vỗ ngực bảo đảm nói, dù sao đã đắc tội Ngọc Kỳ Tử, cái kia còn không bằng đắc tội cái triệt để. Nếu như cũng đã đứng ở Tiêu Phàm một phương, vậy dĩ nhiên muốn toàn tâm toàn ý vì Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, Ngọc Kỳ Tử chuyển biến, hắn vẫn là nhìn trong mắt. Công tử, ta phái mấy người đi cho Ngọc huynh đệ trợ thủ. U Cửu Minh ngữ khí bình thản nói, hiển nhiên, đây cũng là một cái nhân vật hung ác. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không quan tâm, tất nhiên U Cửu Minh thành vì mình người, cái kia Tiêu Phàm liền sẽ đối xử như nhau. Tốt rồi, hiện tại nói chuyện chính sự. Tiêu Phàm mở rộng gân cốt một chút, thần sắc bỗng nghiêm túc, nói, U Cửu Minh, người có nghe nói qua tổ long trong cốc tranh đoạt vãn long đồ sự tình. Tiêu Phàm để Thanh Long Vân đáp ứng U Cửu Minh mời, vốn là muốn từ U Cửu Minh trong miệng moi ra một chút tin tức. Bây giờ U Cửu Minh tất nhiên quy thuận, chuyện kia cũng thuận lợi hơn, căn bản không cần thiết quanh co lòng vòng. U Cửu Minh thần sắc bình tĩnh, cũng không có vì Tiêu Phàm lời nói cảm thấy chấn kinh, hiện tại chạy tới tổ long cốc, hơn phân nửa cũng là vì vãn long đồ. Những ngày qua, thông qua Long Mục Sơn Mạch tiến vào tổ long cốc các tộc tu sĩ thế nhưng là không ít, nhưng đại bộ phận đều bị U Cửu Minh ngăn cản ở ngoài. Chỉ có huyết phượng tử dẫn đầu một đám người đến thời điểm, U Cửu Minh lựa chọn thỏa hiệp, hơn nữa thần phục ở huyết phượng tử dưới dâm uy. Huyết phượng tử để thuộc hạ của hắn tiếp tục tiến vào tổ long cốc lục soát vạn long đồ tin tức, mà chính hắn liền lưu tại U Phượng nhất tộc. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thanh Long Vân đến thăm, huyết phượng tử này mới khiến U Cửu Minh nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn, đây cũng là Tiêu Phàm bọn họ ở Long Mục Sơn Mạch bên ngoài chờ đợi một giờ nguyên nhân. Công tử, Long Phượng tộc đều đang tìm kiếm cái kia vạn long đồ, nhưng vạn long đồ bị long nữ cướp đi về sau không biết tung tích. Huyết phượng tử cũng một mực đang tìm. U Cửu Minh thành thật trả lời, hắn cũng không có quá nhiều liên quan tới vạn long đồ tin tức. Tiêu Phàm cau mày, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, vậy ý của ngươi, long nữ có khả năng hay không, còn lưu tại tổ long cốc? Khả năng này rất lớn, U Cửu Minh tán thành gật đầu. Nói nghe một chút, Tiêu Phàm nói. U Cửu Minh sắp xếp lời nói một chút, nói chắc hẳn công tử cũng biết, tiến vào tổ long cốc chỉ có hai con đường, một đầu là cái này Long Mục Sơn Mạch, chính là ta U Phượng tộc địa bàn. Theo ta U Phượng tộc tuần tra thủ vệ nói, bọn họ cũng không thấy có người từ tổ long cốc đi ra, nếu như long nữ không phải từ khác một cái cửa ra rời đi, long nữ 8-9 phần 10 còn đang tổ long trong cốc. Long nữ thực lực cũng không yếu, muốn tránh né các người U Phượng tộc tuần tra. Có vẻ như cũng không khó a. Bạch Ma nghi ngờ nói. Không, tuần tra thủ vệ thực lực lại là không thế nào, nhưng là, tổ long cốc lối vào, lại là bố trí rất nhiều trận pháp, chỉ cần có một chút xíu chấn động, đều sẽ cảm ứng được, long nữ cho dù là cẩn thận, cũng trốn không thoát chúng ta truy tung. U Cửu Minh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cái kia một cái khác cửa vào đây, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Một cái khác cửa vào khả năng hẳn là càng nhỏ hơn. Bởi vì đó là ma trùng tộc địa bàn. U Cửu Minh lắc đầu. Lại là ma trùng tộc, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma nhìn nhau, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Là một loại tên là tử cực thiên ma trùng tộc, bọn chúng cực kỳ am hiểu chế tạo huyễn cảnh, thích nhất sinh linh sợ hãi, có thể ở trong giấc mộng giết người, bởi vậy, phần lớn người cũng sẽ không từ nơi nào xuất nhập tổ long cốc. U Cửu Minh giải thích nói. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, cái này tử cực thiên ma trùng, công kích linh hồn 10 điểm cường hoành, chính là trời sinh thần tu. Tiêu Phàm mấy người rơi vào trong trầm tư, như U Cửu Minh nói tới, long nữ có lẽ thật vẫn sẽ không từ tử cực thiên ma trùng địa bàn chạy ra tổ long cốc. Nhưng vạn nhất đây, long nữ khẳng định cũng biết tử cực thiên ma trùng tồn tại, nàng không nghĩ khiến người khác đuổi kịp bản thân, cố ý bí quá hóa liều đây. Khả năng này vẫn tồn tại. Chỉ ít,
nếu như Long Nữ không có từ nơi này ly khai, 89 phần 10 là đợi ở tổ Long Cốc, hoặc là từ khác một cái cửa ra rời đi. Mà nếu như đợi ở tổ Long Cốc mà nói, nhiều như vậy thêm người tìm kiếm tung tích của nàng, làm sao cũng sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Xem ra, còn phải đi đâu từ cực thiên ma trùng địa bàn đi một chuyến. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm một tiếng, lại nói, U Cửu Minh, cho người 3 ngày thời gian, chỉnh hợp một lần U Phượng tộc, sau 3 ngày, theo ta tiến vào tổ Long Cốc. Không cần 3 ngày, U Cửu Minh vội vàng nói đùa cái gì, nếu là Tiêu Phàm rời đi, huyết phượng tử giết trở lại, xui xẻo chính là bọn họ toàn bộ U Phượng tộc. U Cửu Minh hiện tại đã không kịp chờ đợi dựa vào Tiêu Phàm cây đại thụ này, chỉ có dạng này, mới có thể ở huyết phượng tử trả thù bên trong sống sót. Trên thực tế, xác thực như U Cửu Minh nói tới, U Phượng tộc vẻn vẹn chuẩn bị 1 ngày, cũng đã tùy thời có thể rời đi. U Cửu Minh đem toàn bộ U Phượng tộc đưa vào một vùng đất cổ xưa bên trong, U Phượng tộc dù sao cũng là thượng cổ phượng tộc, tự nhiên cũng không thiếu hụt nội tình. Huống chi, một vùng đất cổ xưa, chỉ cần đại đế cảnh thế giới liền có thể làm đến, U Phượng tộc nhưng cho tới bây giờ không thiếu đại đế cảnh cường giả. Hôm sau, Ngọc Kỳ Tử thả xong tin tức trở về, Tiêu Phàm một chuyến lần nữa quần áo nhẹ lên đường, một lần này lại nhiều hơn một cái U Cửu Minh. Tiêu Phàm đội ngũ, giống như quả cầu tuyết đồng dạng, càng thêm quảng đại, vô tận thần phủ nội tình, cũng đang chậm rãi tăng cường. Tiêu Phàm nội tâm có loại cảm giác, thái cổ thần giới loạn thế đến, có lẽ không bao lâu, liền sẽ lâm vào đại loạn bên trong, hắn nhất định phải sớm chuẩn bị tất cả. Muốn sống sót, liền phải thực lực bản thân đủ mạnh. Mà thực lực, trừ bỏ bản thân đột phá cảnh giới càng cao hơn bên ngoài, chính là từng điểm tích lũy bên ngoài lực lượng, liền tựa như thôn sơn tinh thú nhất tộc, thanh thiên long tộc cùng U Phượng tộc. Có U Cửu Minh dẫn đường, Tiêu Phàm một chuyến rất nhanh xông qua Long Ngục Sơn Mạch, đối tòa dạng núi này, Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò. Vì sao Long tộc mộ địa tổ Long Cốc bên ngoài Sơn Mạch, sẽ để cho làm Long Ngục Sơn Mạch đây, chẳng lẽ nơi này là Long tộc nhốt phạm nhân ngục giam sao? Vấn đề này, U Cửu Minh cùng Thanh Long Vân đều không rõ ràng, Long Ngục Sơn Mạch từ xưa đến nay, sớm đã không biết ngược dòng tìm hiểu đến niên đại gì. Công tử, phía trước đây chính là tổ Long Cốc rất lớn, lấy tốc độ của chúng ta, muốn đến cuối cùng, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng. U Cửu Minh giải thích nói. Thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm hơi kinh hãi. Lấy tốc độ của bọn hắn, một ngày mấy trăm vạn dặm không nói chơi, thời gian nửa tháng mới có thể xông qua tổ Long Cốc, cái kia tổ Long Cốc chẳng phải là so với bình thường đế vực còn mênh mông hơn gấp bội. Cái này thật chỉ là một chỗ bình thường cổ địa sao? Cho dù là thánh đế cảnh thế giới, cũng chưa chắc có lớn như vậy a. Tổ Long Cốc, đại khái chiếm cứ lấy Long Chi Mộ 1/3 địa bàn, xác thực không nhỏ. Thanh Long Vân cũng bổ sung một câu. Tiêu Phàm thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn tới, xác thực nhìn thấy nơi xa dãy núi chập trùng, cổ thụ cao vút trong mây, linh khí tràn đầy hết sức. Chỗ gần tiên lan khắp nơi, muôn hồng nghìn tía, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh. Nơi xa tuyệt bích lăng không, mây thác nước bay qua, cuồn cuộn mà sâu xa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Đây thật là một chỗ mộ địa, xưng là tu luyện thánh địa cũng không đủ a. Bạch Ma nhịn không được tán thán nói. Tổ Long mộ huyệt, có tổ Long tinh khí thoải mái, đương nhiên sẽ không cùng bình thường mộ địa một dạng. Tiêu Phàm ngược lại là thành thói quen, tổ Long chi khí huyền diệu, hắn nhưng là tự mình lãnh hội qua. Dứt lời, Tiêu Phàm liền chuẩn bị hướng tổ Long trong cốc đi đến, nhưng U Cửu Minh lại là đứng tại chỗ, khổ sở nói, công tử, không có Long tộc huyết mạch người, là không vào được tổ Long cốc. Không ngại, Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng lập tức bắn vào U Cửu Minh mi tâm, cũng không quay đầu lại nói, bây giờ có thể, cùng ta đi vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Phàm chiếm được tổ Long chi khí, cái này thì tương đương với tiến vào tổ Long cốc giấy thông hành, đánh vào một sợi tinh khí tiến vào U Cửu Minh thể nội, tổ Long cốc đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Nói đến cùng, là bởi vì có người ở tổ Long cốc bố trí một loại cấm chế, chuyên môn nhằm vào ngoại tộc huyết mạch, chỉ có Long tộc huyết mạch mới có thể tiến nhập. Chân chính tiến vào tổ Long cốc, nơi này thần linh chi khí cùng nguyên khí, xa so với Tiêu Phàm bọn họ tưởng tượng còn muốn nồng đậm rất nhiều.
chỉ cần ở khu cổ địa này tu luyện, cho dù là một đầu đồ con lợn, đoán chừng cũng có thể thành vương thành đế. Tiêu Phàm một chuyến chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân thư thái hết sức, toàn thân lỗ chân lông khai trương, bắt đầu tự hành có tiết tấu hô hấp. Long tộc tu sĩ sở dĩ muốn tiến vào Long Chi Mộ, hơn phân nửa liền là muốn ở nơi này bế quan a. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán một câu, cho dù là vô tận thần sơn, nếu luận mỗi về thần linh chi khí cùng nguyên khí, cũng vô pháp cùng nơi đây so sánh. Cái này là một cái trong số đó. Thanh Long Vân lắc đầu, nói chủ yếu nhất là, vẫn là chạy tổ long cốc tổ long mộ huyệt mà đến. Chỉ cần lấy được bất luận một cái nào tổ long đồ vật, thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay, chỉ bất quá, tổ long sau khi ngã xuống, thân hóa ức vạn, người bình thường căn bản liền không tìm được sự tồn tại của bọn họ, bọn chúng có lẽ liền ở bên người chúng ta. Nhưng có người từng chiếm được tổ long đồ vật, Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, tỉ như, truyền thừa. Thanh Long Vân đắng chát cười một tiếng, nói tổ long truyền thừa, như thế nào người khác có thể tùy tiện lấy được, thượng cổ về sau, long tộc lại không tổ long a. Long tộc đã suy sụp đến đây sao? Tiêu Phàm trong đầu, bỗng vang lên một thanh âm, lại là Tử Như Huyết chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Tử Như Huyết, ngươi không phải nói Long Chi Mộ chỉ là một chỗ phổ thông cổ địa sao? Cái này tổ long cốc lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Trước đó nghe Tử Như Huyết lắc lư, Tiêu Phàm thật đúng là cho rằng Long Chi Mộ chỉ là một chỗ tầm thường cổ địa mà thôi, nhưng hắn bản thân kinh lịch tất cả những thứ này về sau, càng ngày càng cảm giác cái này Long Chi Mộ bất phàm. Nơi này không chỉ có long tộc, còn có mặt khác vạn tộc, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ thái cổ thần giới A. Là một chỗ phổ thông cổ địa A, người hỏi hắn, từ xưa đến nay, nhưng có người ở trong này nhìn thấy qua tổ long. Tử Như Huyết duỗi lưng một cái nói. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nơi này căn bản cũng không có tổ long thi cốt, cho dù có, cái kia tổ long thi cốt cũng tất nhiên đã sớm hóa thành tổ long mạch, cùng toàn bộ thế giới dung hợp lại cùng nhau, lấy thực lực của các ngươi, muốn tìm cơ bản không có khả năng. Tử Như Huyết trong giọng nói tràn đầy xem thường ý tứ, liền bằng các ngươi đám này đại đế cảnh, cũng muốn đến sớm tổ long mạch, không khác người si nói mộng. Tiêu Phàm đối tổ long mạch ngược lại là không ôm quá nhiều huyễn tưởng, hắn linh hồn bản thể cười híp mắt nhìn xem Tử Như Huyết nói cách khác, nơi này xác thực không có trước ngươi nói đơn giản như vậy đúng không? Nói thật cho ngươi biết a, nơi này chỉ là long tộc một chỗ trấn ngục địa phương mà thôi, đối với các ngươi có lẽ có ít tác dụng, nhưng đối lão tử ta mà nói, cùng bình thường phương không hề khác gì nhau. Tử Như Huyết không chút khách khí nói. Trấn ngục địa phương, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Trầm giọng nói cách khác, nơi này là long tộc một chỗ ngục giam đúng không? Không phải thông thường ngục giam, mà là trấn áp long tộc tội nhân ngục giam, một dạng có thể giam giữ ở chỗ này long tộc, chí ít cũng là thánh đế cảnh. Tử Như Huyết lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm nghe nói như thế, không khỏi cổ quái nhìn Tử Như Huyết một cái, buồn bực nói, nghe khẩu khí của ngươi có vẻ như không chút đem thánh đế cảnh để ở trong mắt a. Chẳng lẽ ngươi đỉnh phong thời kỳ còn vượt qua thánh đế cảnh hay sao? Ngươi không cần bộ ta, lão tử có thể từ vĩnh viễn. Cái kia địa phương rách nát trốn tới, đã tiêu hao hết một thân thực lực, hiện tại chỉ còn lại thánh đế cảnh linh hồn, cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tử Như Huyết trực tiếp nói đến đây, hắn trực tiếp nằm ở Tiêu Phàm không gian ý thức, lần nữa nhắm hai mắt lại, không còn phản ứng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy Tử Như Huyết mà nói, vừa rồi hắn nhất thời nhanh miệng, kém chút nói ra hắn trốn ra được chỗ đó danh tự. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh dị hết sức, địa phương nào, có thể hao hết một cái vượt qua thánh đế cảnh cường giả toàn bộ tu vi, mới có thể miễn cưỡng trốn tới đây. Mặc cho hắn làm sao suy nghĩ, cũng nghĩ không ra vậy rốt cuộc là địa phương nào. Công tử, Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy Tiêu Phàm thật lâu thất thần, nhịn không được kêu lên. Tiếp tục đi lên phía trước, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn đối cái này tổ long cốc cũng càng hiếu kỳ hơn lên, ngay sau đó nhìn về phía Thanh Long Vân nói, Thanh Long Vân, người có từng nghe nói qua trấn ngục địa phương? Công tử cũng đã được nghe nói trấn ngục địa phương, Thanh Long Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nghe nói qua một ít, Tiêu Phàm gật gật đầu, ra hiệu Thanh Long Ngọc tiếp tục nói đi xuống. Thuộc hạ đối trấn ngục địa phương cũng không phải đặc biệt biết. Chỉ là nghe nói qua cái này cái tên này,
Truyền văn nhốt tại trấn ngục địa phương bên trong cũng là long tộc tội nhân, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Thanh Long Vân suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi công tử, ta nghe nói cái kia trấn ngục địa phương hay là một kiện pháp bảo, chuyên môn dùng để giam giữ tội long, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thanh Long Ngọc đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng bổ sung một câu. Liền có ý tứ, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng. Nhanh, hướng một bên kia trốn. Long Ngục Sơn Mạch chính ở đằng kia, chỉ cần rời đi tổ Long Cốc là được rồi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bọn họ phía trước truyền đến một trận kinh hoàng thanh âm, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới, thần sắc vội vàng, tựa như đang trốn tránh cái gì. Tiêu Phàm cho Ngọc Kỳ Tử một ánh mắt, Ngọc Kỳ Tử thấy thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản mấy người kia đường đi. Tiểu tử, người muốn chết sao? Bị người ngăn lại, những người kia giận tím mặt. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực mặc dù không tệ, cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng tại Ngọc Kỳ Tử trước mặt, nhảy nhót hai lần liền tất cả đều gục xuống. Ta liền hỏi thăm vấn đề, các ngươi làm gì muốn tự tìm không thoải mái đây? Ngọc Kỳ Tử một cước giẫm ở một người trong đó ngực, cười lạnh nói, các ngươi chạy nhanh như vậy, là vội vàng đi đầu thai sao? Không phải a đại nhân, bị hắn giẫm lên người kia tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, bi thiết nói, đại nhân, là phía trước xuất hiện thi ma a. Thi ma, Tiêu Phàm đám người lông mày nhíu lại, hắn một bước đi qua, trầm giọng hỏi, cái gì thi ma? Những người kia bị sửa chữa một trận, nơi nào còn dám do dự? Vội vàng nói, chúng ta cũng không biết, cái kia thi ma là từ tổ Long Cốc Trung ương một chỗ trong thâm uyên đi ra. Vừa ra tới liền đại khai sát giới, hơn nữa nó thủy hỏa bất xâm, thực lực cường đại vô biên, đã giết không ít long tộc, hiện tại không trốn, qua phía dưới liền trốn không thoát. Thâm uyên, chẳng lẽ là cái kia hắc ma uyên? Thanh Long Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không sai, chính là hắc ma uyên, ngay từ đầu chỉ có một bộ thi ma. Hiện tại đã nhiều đến 5-6 cỗ, các vị đại nhân xin thương xót, để chúng ta đi thôi. Người kia kém chút liền không nhịn được khóc lên. Cút đi, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu một cái, Ngọc Kỳ Tử một cước đem những người kia đạp bay ra ngoài. Thì mà sao, Tiêu Phàm thở sâu, trong lòng ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Tiểu tử, cái kia thì ma có phải hay không cùng bách sát chiến trường một dạng ma cương a? Bạch ma đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Ngươi cũng nghĩ đến, Tiêu Phàm gật gật đầu nhìn về phía Bạch Ma. Bọn họ còn nhớ rõ ban đầu ở Bách Sát chiến trường, trợ giúp Lôi Viên Vương độ thần vương kiếp thời khắc, thế nhưng là gặp được không ít ma cương, những cái kia ma cương cũng là thủy hỏa bất xâm, nhục thân cường hoành hết sức. Từ trên căn bản mà nói, những cái kia ma cương cũng không phải cái gì quái vật, mà là thuộc về dị ma. Đi, Tiêu Phàm thở sâu. Hướng về những người kia phương hướng chỉ đạp không mà lên, người khác sợ dị ma, nhưng Tiêu Phàm bây giờ cũng không thế nào sợ hãi. Hơn nữa hắn vốn là vì tìm Long Vũ mà đến, lại làm sao có thể nghe được thi ma danh tiếng liền rút đi đây. Mảnh này như tiên cảnh tổ Long Cốc, nếu là dạng này bị hủy diệt, vậy thì thật là đáng tiếc. Bạch ma nhịn không được thở dài. Ngọc Kỳ Tử đám người dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhưng bọn hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản được thi ma. Một đường qua, không ít long tộc liều mạng chạy trốn, chỗ nào còn nhớ được cái gì long tộc tôn nghiêm, giờ phút này, bọn họ chỉ muốn làm sao có thể sống sót. Chỉ có Tiêu Phàm một chuyến tương đối đặc biệt, nghịch thế mà đi, để bốn phía long tộc cũng nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Giống, làm Tiêu Phàm bọn họ đi về phía trước mấy vạn dặm thời khắc, đột nhiên một tiếng khàn khàn tiếng gào thét vang vọng thương khung, giống như đến từ địa ngục thanh âm. Mãnh liệt sóng âm đánh thẳng vào tứ phương. Chạy mau, thi ma đánh tới. A à, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, long tộc càng là không muốn sống một dạng chạy trốn lên, Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, có thật nhiều long tộc máu me khắp người, bi thảm hết sức. Hiển nhiên, cũng không phải là long tộc tu sĩ trực tiếp bị sợ vỡ mật, mà là bị thi ma giết bể mật, cho nên bọn họ mới có thể vỡ tan ngàn dặm. Tiêu Phàm trong lòng bọn họ càng hiếu kỳ hơn, cái này phải cỡ nào cường đại thi ma, mới có thể đem long tộc dọa thành cái dạng này. Cho dù là hắn Tiêu Phàm đại khai sát giới, cũng chưa chắc có thể bức điên nhiều như vậy long tộc tu sĩ a. Nghe thanh âm này, hẳn là đại đế cảnh đỉnh phong khí thế, tất yếu như vậy sợ hãi sao?
Ngọc Kỳ Tử cau mày, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Tiêu Phàm không nói, mà là trực tiếp dọc theo thanh âm phương hướng bay đi, hắn biết rõ, những cái này thi ma tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thấy được một đầu gần 100 trượng cự long chính đang điên cuồng đuổi theo long tộc tu sĩ, giống như bị điên, rất nhiều long tộc tu sĩ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trăm trượng cự long ở long tộc cũng không tính lớn, nhưng hắn quanh thân lại là cuồn cuộn ma khí, một đôi con ngươi đen nhánh càng là giống như địa ngục tử thần, không có chút nào sinh cơ. Cái kia cự long những nơi đi qua, mang theo mảng lớn huyết vũ, không ít long tộc tu sĩ bị hắn há miệng xé nát, này ma long, được xưng là cối xay thịt cũng không đủ. Công tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Kỳ Tử trong giọng nói đều là nồng nặc kiêng kỵ ý tứ. Cho dù là hắn, cũng làm không được cái kia ma long như vậy lực sát thương lớn. Tiêu Phàm đứng chắp tay, lẳng lặng đánh giá cái kia màu đen ma long, hắn từ ma long trên người cảm nhận được cùng ma cương giống nhau khí tức, tràn ngập một loại tà ác, hắc ám chi khí. Bất quá, cái này hắc sắc ma long lại cùng ma cương có chỗ khác biệt, ma cương là không có quá nhiều ý thức, hơn nữa cũng không tính đúng nghĩa dị ma. Bởi vì ma cương chỉ là chết đi sinh linh. Hấp thu dị ma ma tính, đản sinh một loại quái vật. Nhưng trước mắt này hắc sắc ma long, cho Tiêu Phàm cảm giác, lại là cùng cái kia phệ thiên ma nghĩ không có hai dạng, bọn họ không chỉ có lấy bản năng giết chóc ý thức, hơn nữa còn có thể suy nghĩ. Đây mới thật là dị ma. Thật lâu, Tiêu Phàm thở sâu, lạnh lùng nhìn xem cái kia màu đen ma long. Mặc dù hắn không biết này ma long là như thế nào trở thành dị ma, nhưng trên người đặc chất. Lại là cùng dị ma không có bất kỳ cái gì hai dạng. Hoặc có lẽ là, này ma long trước khi chết đúng là long tộc, nhưng là chết rồi, hắn lại trở thành dị ma. Bạch ma, giết hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ, sát tâm nổi lên. Dị ma, không thể sống. Bạch ma đắng chát cười một tiếng, nói Tiêu Phàm, này ma cương đao thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, căn bản không giết chết a, nếu không... cho ngươi mượn chí dương chi huyết sử dụng. Bạch ma đã từng thế nhưng là được chứng kiến, Tiêu Phàm vô tận chiến huyết, ẩn chứa chí dương chi khí, chính là những cái này dị ma khắc tinh. Ngươi chỉ cần đánh nát nó, mặt khác giao cho ta là được rồi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn ngược lại muốn xem, những cái này dị ma phải chăng như truyền thuyết như vậy, dùng những biện pháp khác thực giết không chết. Tốt, bạch ma cũng không do dự, nhún người nhảy lên. Lăng lệ móng vuốt giận vung mà xuống, hắn nhìn qua rất nhỏ, nhưng trên người tán phát khí thế, lại là so với kia ma long còn muốn đáng sợ một chút. Bang bang, một trận kim loại giao kích thanh âm vang lên, lại là cái kia ma long trên người lân giáp phát ra âm vang thanh âm, bạch ma móng vuốt, vậy mà không có phá mở hắn lân giáp. Khó trách những cái kia long tộc bị giết bốn phía chạy trốn, liền một tia hoàn thủ tâm tư đều không có. Mạnh mẽ như vậy nhục thân. Còn đánh cái giám a, lưu lại nơi này chỉ có chờ chết. Hừ, bạch ma lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là tức giận rồi, chỉ thấy hắn bỗng há miệng hút vào, cái kia ma long trên người lập tức bay vụt ra một đoàn trắng đen xen kẽ chùm sáng. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia ma long khẽ run lên, cặp kia đen nhánh mặc tử trong nháy mắt đục ngầu rất nhiều. Trước đó cặp mắt của nó nhìn qua không có sinh cơ, đó là bởi vì lạnh lùng. Nhưng giờ phút này không có sinh cơ, lại là chân chính không thấy sinh cơ. Bạch ma thế nhưng là trường sinh thú, hắn một ngụm liền nuốt lấy ma long thể nội còn sót lại một điểm sinh cơ, tự nhiên là chết không thể chết lại. Chỉ bất quá, cái kia ma long triệt để biến thành vật chết, cũng chỉ còn lại có bản năng giết chóc, động thủ càng thêm điên cuồng gấp bội. Lúc này, bạch ma hình thể bỗng biến lớn, trở thành một đầu mấy chục trượng lớn bạch sắc cự thú. Một đôi sắc bén móng vuốt chộp vào ma long trên đầu, sau đó dùng hết toàn lực hung hăng xé mở. Phốc phốc, mảng lớn máu đen mưa vẩy tung tóe trời cao, dài hàng trăm trượng hắc sắc ma long, bị bạch ma xinh xinh đưa cho xé thành hai nửa, thối giữa ngũ tạng lục phủ vẩy ra tứ phương. Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh kinh hãi nhìn xem một màn này, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Bọn họ không chỉ chấn kinh bạch ma thực lực. Càng là chấn kinh bạch ma thân phận. Lớn lên, trường sinh thú. Ngọc Kỳ Tử kinh hô mà ra, nói chuyện đều có chút run lên, ánh mắt thỉnh thoảng ở Tiêu Phàm cùng bạch ma trên người bồi hồi. Hắn bây giờ mới biết,
Bản thân trước kia một mực khiêu khích Bạch Ma rốt cuộc là quái vật gì, đây chính là thần thú bảng xếp hạng đã từng xếp hạng 16 thần thú A. Không chỉ đám bọn hắn, bốn phía không ít long tộc tu sĩ cũng là kinh ngạc hết sức, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này long chi mộ vậy mà lại xuất hiện trường sinh thú. Hơn nữa, trường sinh thú thực lực khủng bố như thế, liền thi ma đều có thể tùy tiện chém giết. Rất nhiều người nhìn về phía Bạch Ma ánh mắt càng là tràn đầy tham lam, chỉ là kiêng kỵ Bạch Ma thực lực, trong lúc nhất thời không có lên trước. Bọn họ lặng yên rời đi, quyết định đem tìm đến những người khác giúp đỡ, nếu là chủng tộc của mình có thể có được trường sinh thú, loại kia tộc thực lực tương lai có lẽ lại có thể nâng cao một bước. Một lần này lại nhiều hơn một chút phiền toái. Tiêu Phàm nhìn thấy Bạch Ma bộc lộ ra bản thể, cũng không nhịn được nhíu mày. Bạch Ma giờ phút này chỉ muốn làm sao có thể đủ diệt sát Ma Long, căn bản không nghĩ tới thân phận của mình đã bại lộ. Mấy tức về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bất quá cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, trên cơ bản có thể biến ảo đại bộ phận sinh linh, đến lúc đó tùy ý cải biến một lần dung mạo trạng thái là được rồi. Hô hô, Bạch Ma liên tục phun ra số chảo, đem Ma Long thi thể chém thành bột mịn. Hư không cái gì đều không lưu lại. Hắn không có lập tức tới gần Tiêu Phàm bọn họ, dù sao bốn phía nhiều như vậy sảng khoái con mắt hướng về đây, nếu là trở lại Tiêu Phàm bên người, tất nhiên sẽ cho Tiêu Phàm bọn họ tạo thành phiền toái rất lớn. Bạch Ma lạnh lùng quét bốn phía long tộc tu sĩ một cái, liền hướng lấy chân trời lao đi, thẳng đến mấy tức về sau, long tộc tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trường sinh thú vậy mà xuất thế, nhanh nói cho thiếu chủ bọn họ. Nhất định phải đem tin tức này nói cho Phượng Tử, cũng chỉ có Phượng Tử mới xứng đáng đến trường sinh thú dạng này đỉnh cấp thần thú. Trường sinh thú nhất định là ta Phượng tộc. Bốn phía long tộc tu sĩ bắt đầu kêu lên, hoàn toàn quên Ma Long cho bọn hắn mang tới sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ đều chỉ nghĩ đến làm sao có thể đủ hàng phục trường sinh thú. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, những cái này long tộc tu sĩ. Bạch Ma cứu bọn họ chẳng những không cảm kích, lại còn nghĩ đến làm sao hàng phục Bạch Ma. Nếu như đối phó bọn hắn không phải dị ma, Tiêu Phàm có lẽ căn bản lười nhác để Bạch Ma xuất thủ, hắn thấy, những người này chết chưa hết tội. Công tử, người xem, đột nhiên, Ngọc Kỳ Tử chỉ không chung cả kinh kêu lên, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Tiêu Phàm đám người theo Ngọc Kỳ Tử phương hướng chỉ nhìn tới, lại là nhìn thấy. Vừa mới bị Bạch Ma xé nát Ma Long toái thi, vậy mà tại chậm rãi nhúc nhích. Những cái kia toái thi tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa như muốn gây dựng lại một dạng. Thật là mạnh sức khôi phục, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh hít một hơi lạnh, vẻ mặt không thể tin nhìn xem những cái này toái thi. Bốn phía long tộc cũng nhìn thấy màn này, hàng phục Bạch Ma nhiệt tình trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Trốn! Đây là tất cả mọi người trong đầu ý nghĩ đầu tiên, trường sinh thú có thể chém giết cái này dị ma, nhưng bọn hắn là không thể nào giết chết. Một khi Ma Long gây dựng lại, đến lúc đó chết có thể chính là bọn họ. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, bốn phía long tộc tu sĩ nhanh như chớp liền mất tung ảnh, trốn sạch sẽ. Nếu là đều chỉ có dũng khí như vậy, lại còn có ai là dị ma địch? Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Này Ma Long chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi, liền dọa đến bọn họ hốt hoảng mà chạy. Nếu là chân chính kết bè kết lũ dị ma, như vậy có ai có thể lên trận giết ma đây? Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế lo lắng, truyền văn thượng cổ đại kiếp cùng dị ma có quan hệ, hiển nhiên những cái kia dị ma cũng không phải là một cái hai cái, mà là kết bè kết lũ. Nhưng hiện tại thái cổ thần giới tình huống, là không thể nào chiến thắng dị ma, chỉ có thể nói. Thái cổ thần giới an nhàn quá lâu. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã tới cái kia toái thi trước mặt, chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn ra, bao phủ tất cả toái thi. Trong phút chốc, toái thi đình chỉ gây dựng lại, sau đó hóa thành đầy trời bột mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Giờ khắc này, Ma Long mới tính là chân chính chết hết. Ngọc Kỳ Tử ba cái kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm chiêu này, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, thật không nghĩ đến, liền dị ma đều có thể dễ dàng như thế chém giết. Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, hướng về Bạch Ma rời đi phương hướng đuổi theo, trên đường, mấy người không nói một lời. Chỉ chốc lát sau,
Tiêu Phàm bọn họ ở một vùng thung lũng bên trong tìm được Bạch Ma. Bạch Ma vừa lên đến liền phàn nàn nói, tiểu tử, những cái kia long tộc thực không phải thứ tốt, bản đế bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu bọn họ ngược lại tốt, lại còn muốn đánh bản đế chủ ý. Ngươi cũng đừng cùng bọn hắn chấp nhặt, ngươi lại không cần cùng long tộc liên hệ. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Mặc dù hắn cũng không quen nhìn những cái kia long tộc tác phong, nhưng trong nhân tộc cũng đồng dạng có hại trùng ngựa hoang, chuyện như vậy quá bình thường bất quá. Lần sau gặp lại ma long, bản đế là sẽ không xuất thủ, bọn họ chết đáng đời. Bạch Ma lạnh rên một tiếng. Tiêu Phàm gật gật đầu, lần này là hắn để cho an toàn, mới để cho Bạch Ma xuất thủ, lúc này mới bại lộ Bạch Ma thân phận. Về sau, hắn tự nhiên liền sẽ càng thêm chú ý. Trừ phi hắn có đủ thực lực bảo hộ Bạch Ma, bằng không mà nói, đối với Bạch Ma mà nói, càng nhiều người biết rõ thân phận của hắn, lại càng nguy hiểm. Ba người các ngươi, đều quên việc này à? Tiêu Phàm nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử ba người nói. Là, công tử, ba người nào dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, ngay cả Bạch Ma cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, ngay sau đó đột nhiên thần sắc có chút dừng lại, cười nói, hiện tại, các ngươi có nhiều một cái tân bằng hữu. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở đám người trước người. Lại là một bộ chiến bào màu vàng óng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng nam tử. Công tử, vị này là... Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nhìn xem cái kia trường thương màu vàng óng nam tử, hắn một mực đều không biết, Tiêu Phàm lúc nào lại bắt một người. Công tử Long, đến cùng mọi người nhận thức một chút. Tiêu Phàm đơn giản giới thiệu một chút Ngọc Kỳ Tử đám người thân phận. Công tử Long thái độ 10 điểm khiêm tốn, mặc dù thời gian mấy năm hắn đã khôi phục đỉnh phong. Càng là ở Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Đây cũng là Tiêu Phàm ma luyện hắn kết quả, bây giờ công tử Long trên người, thiếu một loại ngạo khí, nhiều hơn một phần ổn trọng. Công tử Long, về sau không có việc gì, các ngươi nhiều hơn tỉ thí với nhau. Tiêu Phàm lưu lại một câu liền bắt đầu tiếp tục lên đường. Hàng phục công tử Long, Tiêu Phàm thế nhưng là hao tốn không ít thời gian. Nguyên bản hắn là chuẩn bị để Lãng Thiên đem cung tử Long mang về giao cho cung gia. Nhưng là về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi, chỉ cần cung tử Long trong tay hắn, cung gia cũng không dám đối vô tận thần phủ xuất thủ, nếu như đem cung tử Long còn trở về, ngược lại sẽ để cung gia không kiêng nể gì cả. Là, công tử, cung tử Long cung kính gật đầu, ở trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn không có nửa điểm tính tình. Bất quá khi hắn nhìn về phía Ngọc Kỳ Tử bọn họ lúc, một cỗ ngập trời chiến ý nở rộ mà ra. Nhưng mà, tiếp xuống một đoạn thời gian, khi hắn cùng Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh giao thủ sau, hắn mới phát hiện, hắn là đoàn người này bên trong yếu nhất. Công tử Long cũng mới minh bạch, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm một chuyến ở đỉnh một ngọn núi dừng lại, nơi xa ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời. Ngẫu nhiên truyền đến từng đợt khàn khàn ma khiếu tiếng. Cách xa nhau vô số khoảng cách, bọn họ cũng có thể cảm nhận được ngập trời ma khí, càng là có vô số ma long ở trong đó bốc lên, nhất định chính là ma long loạn vũ. Ma long số lượng lại trở nên nhiều hơn a. Tiêu Phàm thở dài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ giết ma long cũng không ít, nhưng tổ long cốc bên trong ma long chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Công tử, cái kia vùng đất trung tâm chính là Hắc Ma Uyên, những cái này ma long 89 phần 10 cùng Hắc Ma Uyên có quan hệ. Thanh Long Vân thần sắc trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng của hắn hướng về phía Hắc Ma Uyên cũng hết sức tò mò, đột nhiên, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời. À, vẫn còn có người không đi, Bạch Ma cũng hơi kinh ngạc nói. Ngọc Kỳ Tử mấy người cũng theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy một đoàn người đứng sừng sững ở đám mây, khi bọn hắn nhìn tới thời khắc, đối phương cũng nhìn về phía bọn họ. Cầm đầu là một người mặc kim sắc long bào nam tử, mặt mũi trắng nón, đầu đội kim sắc phương miệt, siêu trần khí chất bên trong, lộ ra một loại chí tôn quý khí. Hai tay vác sau lưng, giống như một vị thần linh quan sát thiên địa, để cho người ta cao không thể chạm. Nhất là trên người hắn tán phát loại kia vô hình khí thế. Để Tiêu Phàm đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt áp lực. Trên người này có long tộc huyết mạch, Thanh Long Vân thấp giọng nhẹ giọng nói,
hơn phân nửa là Long tộc vị nào Long tử. Long tử sao? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ, Long tộc cùng sở hữu 4 vị Long tử Long nữ, mà Long tử cùng Long nữ hắn là thấy qua, chỉ có thần Long tử cùng Ngọc Long tử hắn chưa thấy qua. Mà trước đó hắn nghe nói, cùng Long nữ cướp đoạt vạn Long đồ người trong, thì có thần Long tử. Thân phận của người này cũng liền vô cùng sống động, có lẽ liền là thần Long tử không thể nghi ngờ. Đối phương chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lực chú ý liền không có tiếp tục đặt ở bọn họ trong lòng, mà là nhìn chăm chú Hắc Ma Uyên chỗ sâu. Công tử, bọn họ ở chỗ này chờ đợi cái gì? Ngọc Kỳ Tử nghi ngờ nói. Mặt khác Long tộc tu sĩ đều đang điên cuồng chạy trốn, chính là thần Long tử thực lực không cần thiết chạy trốn, thế nhưng không tất phải ở lại chỗ này a. Chẳng lẽ là vì nhìn ma long loạn vũ, lại có người đến? Ngọc Kỳ Tử vừa dứt lời, Tiêu Phàm lại ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, một lần này tới được dĩ nhiên là một đám phượng tộc, hơn nữa cầm đầu hai người, Tiêu Phàm bọn họ đều biết. Chân trời, chỉ thấy huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử song song mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ vị trí, hận không thể xông lại đại khai sát giới. Nhưng cuối cùng khi bọn hắn nhìn thấy thần long tử thời khắc, lại là đã ngừng lại loại này xúc động. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy tức về sau, lại có một chiếc thần chu bay lượn mà tới, thần chu phía trên, ma long tử ngạo nhiên mà đứng. Ma long tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua thần long tử cùng huyết hoàng nữ bọn họ, chỉ có nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, hắn mới khẽ gật đầu ra hiệu. Cái này khiến huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử 10 điểm khó chịu, ma long tử lại dám không nhìn bọn họ, ngược lại cùng một nhân tộc tu sĩ chào hỏi. Thần long tử nhìn thấy một màn này, lại là hiện lên vẻ ngoài ý muốn, thân làm ma long tử đối thủ, thần long tử rất rõ ràng cách làm người của hắn. Lấy ma long tử ngạo khí, có thể cũng không phải là ai đều có thể vào hắn pháp nhãn, ma long tử có thể chủ động chào hỏi, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tiêu Phàm cũng nhàn nhạt gật đầu, nói đến cùng, ma long tử người này còn không tính hỗn trướng, biết mình có ân long tộc, phía trước ân oán cũng bị hắn quên hết đi. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại là càng hiếu kỳ hơn, vì sao thần long tử, ma long tử, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử bọn họ đều đến nơi này đây? Hay là nói, nơi này có cái gì dị bảo xuất thế, hoặc là, long nữ ngay ở chỗ này? Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, Tiêu Phàm con người hiện lên một vòng rét lạnh, nếu là những người này muốn giết long vũ, tranh đoạt vạn long đồ, vậy hắn thực sự liều mạng. Cũng coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hắn lại gặp được không ít thân ảnh, chính nhanh chóng hướng về nơi đây chạy đến. Có mấy người hắn còn hết sức quen thuộc, chính là Long Võ Giáp, Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân đám người. Lần trước Huyết Khuyết cùng Kim Thánh Vân bị thôn sơn tinh thú nhất tộc điên cuồng oanh sát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thành công chạy trốn, hai người này mệnh thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Ngay cả Tiêu Phàm, cũng đối với hai cái đánh bất tử tiểu cường có chút bội phục, chỉ là, một lần này, bọn họ là không lại có thể còn sống rời đi đây. Những cái kia ma long đều là dị ma, bọn họ chẳng lẽ đều không sợ chết sao? Bạch Ma nhìn thấy Hắc Ma Uyên 4 phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng là kinh ngạc hết sức. Hắn không tin, những người này chỉ là vì giết chết dị ma mà đến, 8-9 phần 10 là nơi này có bọn họ đồ mong muốn, dù là có nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Chẳng lẽ cùng cái kia truyền thuyết có quan hệ? Thanh Long Vân thở sâu, thần sắc khẽ run nói. Cái gì truyền thuyết? Tiêu Phàm bọn họ cùng nhau nhìn về phía Thanh Long Vân, chờ đợi giải thích của hắn. Thanh Long Vân sắp xếp lời nói một chút, nói truyền văn, cái này Hắc Ma Uyên, chính là long tộc vô số cường giả trấn áp một cái ma đầu, qua vô số tuế nguyệt, ma đầu kia cùng vô số long tộc cường giả đồng quy vu tận, truyền thừa của bọn hắn cùng bảo bối, lại vĩnh viễn lưu ở trong Hắc Ma Uyên. Thật có khả năng, những cái kia long tộc chết rồi, thi thể thôn phệ ma đầu ma tính, biến thành dị ma. Bạch Ma ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc hướng về nơi xa ma khí phiên trào Hắc Ma Uyên. Ngọc Kỳ Tử, U Cửu Minh cùng Cung Tử Long Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, bọn họ cũng đúng cái kia Hắc Ma Uyên tràn đầy hướng tới. Chỉ có Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn có thể không đồng ý Thanh Long Vân nói loại này truyền văn. Bởi vì hắn biết rõ, cái này Tổ Long Cốc còn có khác một cái xưng hô, kia liền là trấn ngục địa phương. Trấn ngục địa phương, trấn áp cũng không phải dị ma, mà là chân chính long tộc,
mà giờ khắc này long tộc trở thành dị ma, 8-9 phần 10 những cái này long tộc tội nhân khi còn sống liền cùng dị ma có quan hệ. Chỉ là long tộc giết không chết bọn họ những cái này tội nhân, cho nên đem bọn hắn vây ở chỗ này mà thôi. Nhưng nếu như vậy, cái kia ma long tử đợi người tới này, liền không chỉ là vì những cái kia long tộc truyền thừa, có thể là vì trấn ngục địa phương. Dù sao, hắn nhưng là nghe nói, cái này trấn ngục địa phương, cũng là một kiện pháp bảo. Giờ phút này, Hắc Ma Uyên chung quanh tu sĩ đã nhiều đến nhiều hơn ngàn, mà lại còn đang nhanh chóng tăng nhiều, có ít người sợ chết, sớm liền thoát đi tổ long cốc. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người không sợ chết, những người trước mắt này đều là người như vậy. Ngang ngang đột nhiên, Hắc Ma Uyên trên không, quần ma gào thét, vang vọng đất trời, cái kia ngập trời ma khí, càng là hóa thành đáng sợ phong nhận đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Theo thời gian trôi qua, ma khí càng ngày càng nhiều, phạm vi bao phủ càng ngày càng nhiều. Mà đám kia ma long, tựa như đang ra sức tránh thoát một loại nào đó trói buộc đồng dạng, theo ma khí khuếch tán, bọn họ có thể hành động phạm vi mà thôi biến lớn thêm không ít. Oanh, đột nhiên, chân trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy hư không bỗng vỡ nát, vô tận ma khí đột nhiên từ hư vô liệt phùng bên trong cuồn cuộn mà ra, còn giống như là thủy triều điên cuồng dùng để. Thời không kết giới, Tiêu Phàm thấy thế, con người khẽ run lên. Khó trách đám kia ma long bị trói buộc ở Hắc Ma Uyên không trung, nguyên lai là bởi vì thời không kết giới nguyên nhân, hiện tại thời không kết giới phá mở, đám kia ma long, sợ là đã triệt để nổi điên. Quả nhiên, sau một khắc, ma long quần vũ, điên cuồng hướng về bốn phía tu sĩ đánh giết mà tới. Mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là, những cái kia long tộc cũng không có sợ hãi, ngược lại đạp không mà lên, thi triển cực tốc xông vào cái kia hư không liệt phùng bên trong, sợ so người khác muộn một dạng. Tràng diện này, cũng quá quỷ dị. Nếu là vạn tộc có thể trên dưới một lòng ứng phó dị ma, cái kia. Tiêu Phàm không khỏi cảm khái nói. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, Bạch Ma liền ngắt lời hắn, tiểu tử, người nghĩ nhiều lắm. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, chỉ thấy những tu sĩ kia trực tiếp đi vòng dị ma, trực tiếp xông vào cái kia hư không liệt phùng bên trong, bọn họ ở đâu là vì giết dị ma, hoàn toàn chính là vì tiến vào Hắc Ma Uyên mà thôi. Trần chờ thời khắc, không ít ma long đã đến gần Tiêu Phàm bọn họ vị trí, ma khí che khuất bầu trời, hung lệ đến cực điểm. Đi, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đã các ngươi long tộc đều không để ý đám này dị ma, vậy những thứ này dị ma lại cùng ta có liên can gì đây? Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay cuốn lên đám người, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, vọt thẳng hướng Hắc Ma Uyên vị trí. Giờ phút này, đã có không ít người xông vào cái kia thời không liệt phùng bên trong, nhưng là phần lớn người đều chết ở ma long ma chảo phía dưới. Nhưng mặt khác long tộc vẫn không có sợ ý tứ, còn đang điên cuồng xông vào bên trong Hắc Ma Uyên. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, nhất là thi triển nghịch long đăng thiên bộ, ma long căn bản liền góc áo của hắn đều không đụng tới, chỉ một lát sau, bọn họ liền xông vào hư vô liệt phùng bên trong. Làm vượt qua thời không liệt phùng một sát na kia, Tiêu Phàm mấy người cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn tác dụng trên người bọn hắn, khiến cho thân thể của bọn hắn không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Bốn phía ma khí quay cuồng, lấy trong mắt của bọn hắn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng đồ vật, đám người không khỏi đề phòng tới cực điểm. Thanh Long Vân, bọn họ vì sao muốn xông vào bên trong Hắc Ma Uyên? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Công tử, ta cũng không rõ ràng a, trước kia ta tiến vào Hắc Ma Uyên thời điểm, căn bản cũng không có thời không liệt phùng. Thanh Long Vân vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Hắn tiến vào Hắc Ma Uyên không ít lần, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua muốn vượt qua thời không liệt phùng. Hắn rất khẳng định, bọn họ tiến vào căn bản không phải Hắc Ma Uyên. Tiêu Phàm biết rõ Thanh Long Vân không có nói láo, cũng không tất yếu nói láo, trong lòng của hắn đối Hắc Ma Uyên càng hiếu kỳ hơn. Áp lực càng lúc càng lớn, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở. Hô hô, đám người mau chóng chìm xuống, bên tai kình phong 10 điểm sắc bén, phá đám người làn da có chút đau nhức. Công tử, ta không chống nổi. Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh đồng thời kêu lên, da của bọn hắn cũng nứt ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi vẩy ra. Các ngươi trước đi vào thế giới của ta, Tiêu Phàm trầm giọng nói, chỉ là hắn trong lòng có chút không hiểu,
Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh thực lực có thể so sánh Cung Tử Long muốn cường hoành a. Vì sao Cung Tử Long đều có thể kiên trì, mà Ngọc Kỳ Tử cùng U Cửu Minh lại không chịu nổi đây? Tiểu tử, không được, ta phải tiến vào ngươi thế giới bên trong. Đột nhiên, Bạch Ma cũng kêu lớn nói, da của hắn chỗ nhiều chỗ nhuốm máu, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Dù là cùng Huyết Phượng Tử một trận chiến, Bạch Ma đều có thể không kém mảy may, nhưng là bây giờ, hắn lại không chịu nổi cổ áp lực vô hình kia. Tiêu Phàm đem Bạch Ma mấy người tất cả đều ném vào thể nội thế giới bên trong, hắn tò mò nhìn về phía Cung Tử Long nói, Cung Tử Long, ngươi không có việc gì. Công tử, ta không sao. Cung Tử Long lắc đầu, trên mặt hắn cũng lộ ra nghi hoặc, nói ta thừa nhận áp lực không có bao nhiêu, không biết có phải hay không cùng ta có được long tộc huyết mạch có quan hệ. Ta cũng vậy, Thanh Long Vân cũng gật gật đầu, nói công tử, nơi này loại kia áp lực, đoán chừng chỉ nhằm vào không phải long tộc huyết mạch người. Tiêu Phàm cũng đoán được loại kết quả này, hắn và Thanh Long Vân cũng có long tộc huyết mạch, cho nên thừa nhận áp lực có hạn, mà Bạch Ma bọn họ, chỉ là thể nội có được một sợi tổ long chi khí mà thôi, tính không được chân chính long tộc huyết mạch. Bất quá để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Cung Tử Long vậy mà cũng ẩn chứa long tộc huyết mạch. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm tốc độ của ba người rốt cục chậm lại, rơi vào một chỗ bền chắc trên mặt đất, phong nhận cũng biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đã lờ mờ có thể thấy rõ ràng cảnh sắc chung quanh. Khắp nơi mênh mông, hoàn toàn u ám, bọn họ vị trí, hình như là một chỗ đại hình quảng trường. Quảng trường cuối cùng, đứng vững từng tòa sơn phong thứ đồ thông thường, hình thái giống như dã thú, lộ ra một loại tùy tiện. Nhìn kỹ, bọn họ mới biết được, đó lại là từng tòa đại điện, mỗi một tòa đại điện cũng như cùng dã thú hé ra miệng to như chậu máu, chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Ba người toàn thân không kiềm hãm được hiện nổi da gà lên, cái này u ám địa phương, giống như xâm la địa ngục, quá kinh khủng. Công tử, chúng ta chạy đi đâu? Thanh Long Vân nhìn không được hỏi, hắn cũng coi là kiến thức rộng, nhưng giờ phút này cũng hoảng hồn, lại cũng không quyết định chắc chắn được. Bên này, Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, lựa chọn một tòa đại điện, cung điện kia nhìn qua giống như một đầu miệng phun răng nanh, mặt mũi dữ tợn sư tử. Tiêu Phàm đối sư tử tình hữu độc chung, ngược lại là cảm thấy có chút thân thiết, không tự chủ được nhớ tới Tiểu Kim. Cũng coi như ba người đi tới đại điện cửa vào thời khắc, một đạo lăng lệ huyết sắc quang mang thế mà từ phía sau bắn ra mà tới, hướng về Tiêu Phàm bọn họ nổi giận chém mà đến. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt ngăn tại Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long trước người, Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo khắc nghiệt chi quang, trong nháy mắt tiêu diệt huyết sắc kia sát mang. Đồng thời, mấy bóng người in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Huyết Phượng Tử, Huyết Hoàng Nữ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ không thêm mảy may che giấu, lạnh giọng nói, làm sao, lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à? Kiếm Hồng Trần, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, còn có thể thắng ta sao? Huyết Phượng Tử cười lạnh nói, nơi này, thôn sơn tinh thú là vô dụng, Huyết Hoàng Nữ thản nhiên nói, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử hai người dám ở chỗ này phục sát bản thân, nguyên lai là biết mình không có mặt khác ngoại lực có thể dùng. Thậm chí, ngay cả Bạch Ma cũng không khả năng xuất hiện ở đây, mà Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long, bọn họ căn bản không để trong mắt. Đối phó các ngươi hai người, ta một người liền đủ. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm vác sau lưng, vẻ mặt tự tin duỗi ra ba ngón tay nói, quá tam ba bận, một lần này, đừng trách ta không khách khí. Giết bọn hắn, Huyết Phượng Tử cười giận dữ một tiếng, lấy tay vung lên, liền dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hắn một chuyến thuộc hạ lại là đánh về phía Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người. Giết, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long gầm thét một tiếng, không sợ hãi nhào tới. Ở sông lên quá trình bên trong, Thanh Long Vân phất tay, mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tất cả đều là Thanh Thiên Long tộc đại đế cảnh cường giả. Thôn sơn tinh thú cùng U Phượng nhất tộc không thể giáng lâm nơi này, nhưng Thanh Thiên Long tộc có thể là chân chính Long tộc, xuất hiện ở nơi đây tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng yên tâm không ít, cũng không dám buông lỏng đề phòng, dù sao, hắn phải đối mặt thế nhưng là Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử hai đại thiên chi kiêu tử. Nhất là Huyết Hoàng Nữ,
Tiêu Phàm cảm giác hắn so Huyết Phượng Tử còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Xem ra, hôm nay lại có cánh gà nướng ăn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Huyết Phượng Tử, cũng không có lập tức ý xuất thủ. Muốn chết, nhớ tới bản thân trước lúc trước ngày bị Tiêu Phàm chém dụng một cái cánh nướng ăn, hơn nữa đem hình ảnh kia đều tán phát ra ngoài, Huyết Phượng Tử liền khí không đánh một chỗ. Không đúng, hôm nay, ta muốn ăn khảo toàn kê. Mắt thấy Huyết Phượng Tử móng vuốt sắp rơi xuống, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng động. Tiểu đệ, mau lui lại. Hậu phương, Huyết Hoàng Nữ bỗng lớn tiếng kêu lên, nàng bản thân lại là nhanh chóng xông tới, trong đôi mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Huyết Phượng Tử lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, hắn chỉ muốn diệt sát Tiêu Phàm, lần này hắn và Huyết Hoàng Nữ liên thủ, lại làm sao có thể lui bước đây. Nhưng mà một khắc sau, Huyết Phượng Tử thân thể đều run rẩy kịch liệt lên, một cỗ thấu thể hàn ý xuyên qua toàn thân của hắn. Phốc phốc, một tiếng vang giòn từ bộ ngực của hắn xuất truyền đến, nóng bỏng máu tươi chiếu nghiêng xuống, Huyết Phượng Tử kinh hãi cúi thấp đầu, vẻ mặt không thể tin nhìn mình lồng ngực. Chỉ thấy bộ ngực của hắn vị trí, một chuôi dài hàng trăm trượng trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp tới cái xuyên thấu. Để cho hắn sợ hãi là, trường kiếm màu đỏ ngòm phát ra từng đợt rầm 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 thanh âm, tựa như muốn đem máu của hắn cho rút tận một dạng. Huyết Phượng Tử điên cuồng giãy giụa, có thể mặc cho hắn làm sao phản kháng, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói khảo toàn kê, liền phải khảo toàn kê. Một đạo thanh âm đạm mạc ở Huyết Phượng Tử bên tai vang lên, dọa đến hắn toàn thân không khỏi sợ run cả người. Thần Hoàng Huyết Kiếm Trảm, cũng liền ở Huyết Phượng Tử sợ hãi nhất thời điểm. Một đạo khẽ kêu ở hắn cách đó không xa truyền đến, lại là Huyết Hoàng Nữ há mồm phun một cái, vô số huyết sắc lợi kiếm xuyên qua hư không, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, gào thét mà tới. Huyết Phượng Tử lần nữa cảm giác ngực mát lạnh, lại là thanh cự kiếm kia bị rút ra ngoài, máu tươi giống như mưa rào tầm tã đồng dạng vãi hướng mặt đất. Hắn hóa thành hình người, hư nhược quỳ một chân dưới đất mặt, từng ngụm ho ra máu, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ở cách hắn mấy chục trượng bên ngoài địa phương, Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, chỉ bất quá thời khắc này Tiêu Phàm lại là biến thành tu la bộ dáng, đồng thời tản ra sáng chói hào quang màu tử kim, giống như một vòng mặt trời nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Huyết Phượng Tử con người bỗng nhiên co rụt lại, run giọng kêu lên, tu la. Huyết Hoàng Nữ cũng đã ngừng lại thân hình, hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nàng không nghĩ tới. Tiêu Phàm dĩ nhiên là tu la huyết mạch, hít sâu một cái nói, kiếm hồng trần, việc này đến đây thì thôi. Coi như thôi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cười 10 điểm dữ tợn, nói, muốn coi như thôi cũng được, các ngươi tự đoạn một cánh, cho ta nướng ăn, sau đó liền có thể lăn. Nói đùa cái gì, người nhà đánh lén ta, nếu là ta không phải là của các ngươi đối thủ, chẳng phải là chết rất oan uổng. Hiện tại các ngươi không phải là đối thủ, liền muốn xóa bỏ. Trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Kiếm hồng trần, người đừng quá tùy tiện. Huyết Hoàng Nữ cũng bị Tiêu Phàm giận đến. Nàng đường đường hoàng nữ, phượng hoàng nhất tộc người nổi bật, đi tới chỗ nào đều là bị thụ chú mục tồn tại. Nếu là tự đoạn một tay, cầu thả cầu toàn, nàng kia về sau cũng không tất yếu ở phượng hoàng tộc lăn lộn. Hơn nữa, việc này cũng chắc chắn trở thành tâm ma của nàng, một khi trở thành tâm ma. Nàng suốt đời cũng vô pháp tiến thêm một bước. Ta liền là như thế tùy tiện, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ngươi cũng đừng quên, nơi này là Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, ta Xích Huyết Phượng Hoàng thần nhất tộc lửa giận, cũng không phải ngươi có thể chịu nổi. Huyết Hoàng Nữ uy hiếp nói. Ngươi chỉ là uy hiếp ta sao? Tiêu Phàm từng bước một hướng về Huyết Hoàng Nữ tỷ đệ người đi tới. Huyết Hoàng Nữ nhíu mày, chẳng lẽ cái này Tiêu Phàm là ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, bây giờ còn dám đối bọn hắn động thủ hay sao? Lần thứ nhất, ngươi chạy, ta không giết ngươi. Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế đáng sợ. Lần thứ hai, ngươi tới tìm phiền toái, lại cho ngươi đi. Lần thứ ba, Huyết Phượng Tử tính toán ta, xem ở Xích Huyết Phượng Hoàng thần nhất tộc phân thượng, ta cũng không giết hắn. Đây đã là lần thứ tư, Tiêu Phàm vừa đi vừa nói, bộ pháp không nhanh không chậm, ngữ tốc không nhanh không chậm,
có thể huyết hoàng nữ lại là càng khẩn trương lên. Tục ngữ nói, quá tam ba bận, một lần này, các ngươi lại đánh lén ta, các ngươi thật sự cho rằng ta kiếm hồng trần dễ khi dễ. Nói xong, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra sát khí ngút trời, lấy hắn làm trung tâm, hư không đã nổi lên sương lạnh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm động, tốc độ của hắn nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện ở huyết hoàng nữ trước người, một quyền hung hăng đánh ra. Huyết hoàng nữ sắc mặt đại biến, không chút do dự điều động lực lượng toàn thân, hơn nữa thi triển mạnh mẽ cổ thuật, đồng dạng một quyền nghênh đón. Oanh, một tiếng sét nổ vang, huyết hoàng nữ giống như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đập ở xa xa một tòa cung điện phía trên, liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Nàng chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều sụp đổ, nhục thân kinh mạch cũng vỡ nát không ít. Mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm một quyền mà thôi. Nếu như không phải chân thực kinh lịch, đánh chết huyết hoàng nữ nàng cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm sẽ mạnh như vậy. Cái này thực là một nhân tộc tu sĩ sao? Lần trước lại thiên tài tiệc trà bên trên, hắn thực lực cũng nhiều nhất so huyết khuyết mạnh một chút chút a, nhưng bây giờ, hắn làm sao biết trở nên như thế đáng sợ? Cho dù hắn bây giờ đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, cũng không nên trở nên không thể chiến thắng a. Huyết hoàng nữ làm sao biết, Tiêu Phàm tu la cửu biến đột phá đến đệ ngũ trọng, cho dù là thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả, hắn cũng có lực đánh một trận. Hắn hôm nay, không nói đại đế cảnh bên trong vô địch, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Phàm liền con mắt đều không nhìn huyết hoàng nữ một cái, vừa rồi một đòn, huyết hoàng nữ đoán chừng không chết cũng tàn phế, nhưng huyết hoàng nữ nếu muốn thi triển bí thuật chạy trốn, hắn Tiêu Phàm cũng đuổi không kịp. Bất quá, huyết phượng tử lại trốn không thoát, cho dù giết không chết huyết hoàng nữ, Tiêu Phàm cũng phải trước chạm cái này huyết phượng tử, để bọn hắn minh bạch, có ít người cho dù là thiên kiêu, cũng đắc tội không nổi. Tiểu đệ, đi mau. Huyết hoàng nữ cuống quýt hét lớn, Tiêu Phàm giờ phút này tán phát khí thế, để cho nàng tràn đầy một loại cảm giác bất lực. Nàng là Long Phượng tộc số 1 số 2 thiên kiêu, nhưng tại thời khắc này Tiêu Phàm trước mặt, nàng cảm giác mình là biết bao tái nhợt vô lực. Vừa rồi một kích kia, đã vỡ vụn nàng tất cả tự tin và kiêu ngạo. Trước mắt này nhân tộc tu sĩ, giống hệt thần ma, hoàn toàn không thể chiến thắng. Huyết phượng tử hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nghĩ trốn, lại cảm giác trước mắt mình tay chân đều không nghe sai khiến. Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trong tay tu la kiếm, lạnh lùng nhìn xem huyết phượng tử nói, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, có ít người, thiên tài cũng đắc tội không nổi. Dứt lời, Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm chán phóng nhức mắt huyết mang, đem toàn bộ u tối thiên khung đều chiếu sáng. Xa xa Long tộc tu sĩ tất cả đều đã ngừng lại chiến đấu, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả huyết phượng tử cũng dám giết. Huyết phượng tử cái chết, xích huyết phượng hoàng thần nhất tộc, thế nhưng là không chết không thôi a. Chỉ có công tử Long thần sắc coi như bình tĩnh, hắn biết rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là cho tới bây giờ không nhận uy hiếp, cái gì đều làm được, hắn chính mình là ví dụ rất tốt. Hồng hộc, kiếm khí màu đỏ ngòm nổi giận chém mà xuống, ở ánh mắt mọi người bên trong lưu lại một đạo lóe sáng quang mang. Không huyết hoàng nữ tê tâm liệt phế gào thét, ở sâu trong nội tâm, tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Xích huyết thần hoàng nhất tộc, thế hệ này có được một cái phượng tử, một cái hoàng nữ, nhất định sẽ trở thành huy hoàng nhất một đời, nhưng bây giờ, huyết phượng tử lại phải chết ở chỗ này. Huyết hoàng nữ trong lòng trừ bỏ hối hận, không còn gì khác. Nếu như không đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này, có lẽ đệ đệ của mình huyết phượng tử liền không cần chết. Nếu là có thể nhường hắn lựa chọn nữa một lần, huyết hoàng nữ bất kể như thế nào cũng sẽ không đi đắc tội Tiêu Phàm. Ong ong cũng coi như Tiêu Phàm trường kiếm sắp rơi xuống thời khắc, huyết phượng tử mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang hóa thành một cái bàn tay, chặn lại tu la kiếm thế công. Hư không phát ra một trận kim thạch tiếng ma sát, 10 điểm chói tai. Nhưng là thanh âm này, ở huyết phượng tử cùng huyết hoàng nữ nghe tới, lại giống như tiếng trời. Ta không chết, huyết phượng tử sắc mặt tái nhợt, tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, thiếu chút nữa thì bị dọa đến tiểu trong quần. Huyết hoàng nữ ngẩng đầu nhìn tới, vội vàng lau đi máu tươi trên khóe miệng,
phụt xuất hiện ở bên người Huyết Phượng Tử, ngạc nhiên nhìn xem không trung, lại là một đạo huyết sắc quang ảnh cầm Tiêu Phàm một kiếm. Mặc cho Tiêu Phàm dùng lực như thế nào, Tiêu Phàm kiếm đều lại cũng rơi không xuống mảy may. Thật là mạnh thánh tướng. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, Huyết Phượng Tử có bậc này thánh tướng bảo hộ, sớm tại trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới bảo hộ Huyết Phượng Tử thánh tướng cường đại như thế, thậm chí ngay cả Tu La Kiếm đều không phá nổi đối phương phòng ngự, phải biết, Tu La Kiếm sớm đã xưa đâu bằng nay. Tu La tộc trưởng, còn mời tha thứ ta đây vãn bối một lần. Lúc này, thánh tướng đột nhiên mở miệng nói, hắn cũng không có cừu thị Tiêu Phàm, ngược lại ngữ khí tường hòa. Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử tỷ đệ hai người nghe vậy, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ rất rõ ràng cái này thánh tướng chủ nhân là ai, cái kia nhưng là bọn họ nhất tộc lão tổ một trong A, nhưng bọn hắn lão tổ vậy mà tại hướng người này cầu tình. Nếu như không phải chính tai nghe được, tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Nhất là Tu La tộc trưởng bốn chữ này, càng là giống như một tòa ma nhạc đồng dạng, ép tới bọn họ không thở nổi. Bọn họ có thể miệt thị nhân tộc, có thể không nghe nói nhân tộc mặt khác huyết mạch, có thể Tu La tộc nhất mạch, lại là như sấm bên tai, đây chính là xuyên qua thái cổ thần giới lịch sử phát triển nhất tộc A. Đã từng Tu La tộc đỉnh phong thời kỳ, đây chính là uy áp chư thiên vạn giới đại tộc, Long Phượng tộc ở tại trước mặt, đều không đáng kể chút nào. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, cái này xích huyết thần hoàng tộc lão tổ thánh tướng thập phần cường đại. Nếu như hắn nhất định phải bảo hộ Huyết Phượng Tử mà nói, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể làm gì được. Nhưng đối phương lại buông xuống tư thái, để cho mình tha cho bọn hắn một mạng, phần này lòng dạ, liền Tiêu Phàm đều bội phục. Nhìn thấy Tiêu Phàm không mở miệng, cái kia thánh tướng lại nói, làm lão hủ thiếu Tu La tộc trưởng một cái nhân tình làm sao? Dứt lời, thánh tướng nhẹ nhàng điểm một cái, một mảnh xích huyết sắc lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Tiêu Phàm trước người. Người không phạm ta, ta không phạm người, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là thu hồi phiến kia lông vũ, ngay sau đó hướng về phía cái kia thánh tướng hơi hơi chắp tay, liền mang theo Thanh Long Vân bọn họ hướng về cung điện kia đi đến. Thẳng đến Tiêu Phàm bọn họ hoàn toàn biến mất, Huyết Phượng Tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không dám nhìn về phía cái kia thánh tướng nói, Tam Tổ, vì sao muốn thả hắn rời đi, ngài rõ ràng có thể. Không chờ hắn nói xong, xích huyết thần hoàng tộc Tam Tổ liền ngắt lời hắn, nói, hắn nếu là liều mạng muốn giết ngươi, lão tổ ta cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi, cái gì? Huyết Phượng Tử lên tiếng kinh hô, phải biết, Tam Tổ thế nhưng là thánh tướng A, chí ít cũng là thánh đế cảnh chiến lực. Nhưng hắn vậy mà tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ, cái này khiến Huyết Phượng Tử làm sao tin tưởng đây? Nhớ lấy, về sau không nên đắc tội hắn. Tam Tổ thánh tướng thật sâu thở dài, sau đó lần nữa bay vào Huyết Phượng Tử mi tâm. Bọn họ Tam Tổ còn có một chút không nói, đó chính là hắn đều cảm nhận được Tiêu Phàm trên người ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, có thể uy hiếp được hắn thánh tướng. Tỷ, tiểu tử kia thực đáng sợ sao như vậy? Chẳng lẽ Thanh Thiên Long Kính liền bỏ qua như vậy? Huyết Phượng Tử vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Tam Tổ mà nói, chẳng lẽ ngươi đều không nghe? Huyết Hoàng Nữ sầm mặt lại, nói, ngươi có thể không nghe, nhưng là ta không muốn mất đi ngươi cái này đệ đệ. Dứt lời, Huyết Hoàng Nữ quay người hướng về một tòa khác đại điện đi đến. Huyết Phượng Tử bất đắc dĩ thở dài, nhưng hắn lại không thể không tiếp nhận hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ sự thật này, đành phải mang theo tộc nhân của hắn cùng lên Huyết Hoàng Nữ bước chân. Lại nói Tiêu Phàm, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long ba người tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Đại điện cho người ta một loại cực kỳ dâm mát xâm nhiên cảm giác, trong không khí còn bí mật mang theo từng tia khí tức mục nát. Bọn họ không biết mặt khác Long tộc tu sĩ vì sao liều mạng đều muốn tiến vào nơi này, nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, bọn họ hơn phân nửa là vì một tòa này tòa cung điện bên trong đồ vật. Về phần là cái gì, vậy cũng chỉ có tìm tới mới biết. Đi hồi lâu, Tiêu Phàm xuyên qua từng đầu hành lang, trừ bỏ mấy cỗ thi cốt bên ngoài. Những người khác không có cái gì phát hiện, cái này khiến Tiêu Phàm không khỏi có chút thất vọng rồi. Công tử, các ngươi nói, cung điện này giống địa phương nào? Cung tử Long đột nhiên cau mày trầm giọng hỏi. Địa phương nào? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi đáp. Ngục giam, cung điện này, tựa như một tòa ngục giam. Cung tử Long hít sâu một cái nói.
ngục giam, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Thanh Long Vân nói, Thanh Long Vân, ngươi không phải nghe nói qua trấn ngục chi địa sao? Công tử nói là, Thanh Long Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó kinh hãi đánh giá bốn phía, rầm rầm nuốt nước miếng một cái nói, Hắc Ma Uyên chính là trấn ngục chi địa. 89/10, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, Tử Như Huyết hẳn là sẽ không nói láo, hắn nói trấn ngục chi địa liền ở Tổ Long Cốc, mà nơi này lại như thế giống, nghĩ đến nơi này chính là trấn ngục chi địa. Những người kia sở dĩ không muốn sống một dạng tiến vào nơi này, tranh đoạt những cái kia long tộc truyền thừa chỉ là thứ nhất, chủ yếu nhất nhất định là tìm kiếm trấn ngục chi địa khí linh. Thanh Long Vân đột nhiên lấy lại tinh thần. Trấn ngục chi địa, đây chính là không kém gì Thanh Thiên Long Kính pháp bảo a, ai không muốn lấy được đây. Hơn nữa, Thanh Thiên Long Kính đã hư hại, nhưng trấn ngục chi địa lại là hoàn hảo pháp bảo, sức hấp dẫn càng lớn, khó trách nhiều người như vậy cũng nghĩ tiến vào nơi này. Nếu như là vì trấn ngục chi địa món pháp bảo này, vậy liền hoàn toàn nói xuôi được. Thế nhưng là, những cái kia ma long lại là thế nào lại là đây? Thanh Long Vân lại nổi lên nghi ngờ. Hơn phân nửa là những cái kia long tộc tội nhân, khi còn sống liền đã ma hóa, long tộc không cách nào xử trí bọn họ, liền đem bọn hắn an trí ở chỗ này, vô số năm tháng trôi qua, bọn họ thi cốt triệt để biến thành dị ma. Tiêu Phàm trầm giọng nói, khả năng này quá lớn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cung Tử Long lại hỏi. Trấn ngục chi địa khí linh hơn phân nửa đang say giấc nồng, muốn có được trấn ngục chi địa, chỉ có thể dựa vào vận khí. Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì tốt. À, liền nhanh như vậy đến cuối. Đột nhiên, Thanh Long Vân nhìn qua trước mặt lấp kín vách đá khẽ hô nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chuyến này xem như đi không. Vậy nhưng chưa hẳn, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là ánh mắt sáng quắc hướng về phía trước một mặt nào vách đá. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Thanh Long Vân lộ ra vẻ không hiểu, bọn họ một đường tìm kiếm được cái này, cái gì đều không tìm tới, không phải toi công bận rộn lại là cái gì. Nhưng Tiêu Phàm, lại là nhìn chằm chằm phía trước một mặt nào vách đá, cái này khiến Thanh Long Vân nghi hoặc không thôi. Hắn hướng về vách đá nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì mặt vách đá này, để hắn nhớ tới đã từng lấy được tu la truyền thừa một chỗ hắc thạch sơn. Trước mắt vách đá này, cùng cái kia hắc thạch sơn chất liệu vậy mà giống như đúc, cái này cũng quá quỷ dị. Từ bạch ma trong miệng, hắn đã biết loại này hòn đá màu đen danh tự, tên là hắc tinh nguyên thạch, kiên cố không phá vỡ nổi, dù là đại đế cảnh đỉnh phong hắn, cũng hủy không được. Tiêu Phàm đi đến hắc tinh nguyên thạch cấu tạo vách tường trước mặt, lấy tay cẩn thận lục lọi. Hắc tinh nguyên thạch 10 điểm quỷ dị, có thể bắn ngược linh hồn chi lực, cho nên hắn cũng không có dùng linh hồn chi lực lục soát. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được từng đầu thật nhỏ đường vân, nếu như không cần tay cẩn thận đi tìm tòi, bằng vào mắt thường căn bản liền không phát hiện được. Tiêu Phàm dựa theo tự mình tìm tòi đường vân trong đầu nổi lên, sau nửa ngày, trong đầu của hắn lập tức tạo thành một bộ kỳ lạ thần văn đồ. Công tử, cửa đá này có cái gì kỳ lạ sao? Thanh Long Vân nhìn thấy Tiêu Phàm thật tình như thế, lập tức nhịn không được hỏi. Cửa đá không tính quá kỳ lạ, bất quá, nơi này nhưng lại có một bộ thần văn đồ, ta ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Dứt lời, Tiêu Phàm tiến lên, bóp tay đánh ra mấy đạo thủ ấn, ngay sau đó nhẹ nhàng ở hắc sắc trên vách đá bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, đột nhiên, cái kia thần văn liền chán phóng hào quang màu tím nhạt, tựa như sống lại một dạng. Ầm ầm, ngay sau đó, vách đá đột nhiên rung rung cùng một chỗ, cái kia thần văn lưu chuyển địa phương, vậy mà chậm rãi lên cao, tạo thành một cái cửa đá. Cửa đá về sau, một loại cổ xưa lại khí tức mục nát tốc thẳng vào mặt, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Tiêu Phàm ba người vội vàng ngừng thở, nhìn nhau, Thanh Long Vân dẫn đầu đi vào trước. Sau cửa đá thông đạo không lớn, nhưng là không nhỏ, hơn nữa theo thông đạo xâm nhập, phạm vi càng ngày càng rộng. Chỉ là bên trong không có bất kỳ cái gì tia sáng, đen kịt một màu. Tựa như là thi cốt khí tức mục nát, Thanh Long Vân nhún nhún cái mũi, thân làm long tộc, cái mũi của hắn tự nhiên không kém. Ta thấy được, Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn về phía cách đó không xa một cái góc, trong thời gian nháy mắt, một đạo kim sắc ngọn lửa bắn ra,
bốn phía tất cả lập tức rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân nhìn thấy thông đạo bên trong tất cả, không khỏi hít một hơi lạnh, thân thể đều khẽ run lên. Kim sắc ngọn lửa những nơi đi qua, vậy mà khắp nơi đều là thi cốt, đại bộ phận thi cốt đều đã mục nát, có số ít còn dính nhuộm ma khí. Cái này cần chết bao nhiêu long tộc a? Cung Tử Long thật sâu thở dài. Không đúng, trấn ngục chi địa không có lớn như vậy, làm sao có thể giam giữ nhiều như vậy long tộc? Thanh Long Vân đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Ai nói bọn họ là bị giam giữ long tộc? Tiêu Phàm thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy hắn ngồi xổm ở một bộ mục nát thi thể trước mặt, cẩn thận kiểm tra cái gì. Không phải long tộc tội nhân, vậy bọn hắn là? Thanh Long Vân càng thêm không hiểu. Thượng cổ đại kiếp, long tộc phải chết không ít long tộc a, những hài cốt này, có lẽ chính là khi đó. Tiêu Phàm đứng dậy, hít sâu một cái nói. Chẳng lẽ đây chính là nơi đây được xưng là Long Chi Mộ nguyên nhân? Một giới này, táng đúng là thượng cổ một trận chiến vẫn lạc long tộc tu sĩ. Cung Tử Long hết sức ngạc nhiên nói. Vậy cũng không đúng, long tộc lúc trước chết long tộc xa xa không chỉ đám này, hơn nữa long tộc tất nhiên táng bọn họ, vậy chắc chắn sẽ không đem những cái này anh liệt thi cốt tùy ý bỏ ở nơi này. Thanh Long Vân hủy bỏ loại thuyết pháp này. Nếu có người lại đem bọn họ thi cốt đào đi ra đây. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Nghe nói như thế, Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận, đào người thi cốt, đây chính là người người oán trách sự tình a. Ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, bất quá, đây quả thật là có khả năng rất lớn, bởi vì vừa rồi cánh cửa đá kia bên trên thần văn, là về sau mới khắc lên. Nói cách khác, làm long tộc thi cốt chôn ở Long Chi Mộ về sau. Lại có người tìm được cái này trấn ngục chi địa, ở những cái này ngục giam chỗ sâu, phòng ấn lúc đầu cánh cửa kia, chính là vì không nhường người phát hiện nơi này. Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người nghe được khắp cả người phát lạnh, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói tới, vậy cũng thật là đáng sợ. Là ai, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội toàn bộ long tộc sao? Thanh Long Vân sát khí nặng nề nói. Bọn chúng thật đúng là không sợ, Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Bởi vì, chế tạo tất cả những thứ này, cũng là dị ma. Những cái kia ma long chính là chứng minh tốt nhất. Thanh Long Vân hai người không phải người ngu, bọn họ trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Dị ma cố ý đem long tộc thi cốt móc ra, sau đó chính là vì đem bọn hắn đều cho cải tạo thành dị ma, cái này là hoàn toàn đi thông. Long tộc dù là sau khi chết, hắn thi cốt bên trong cũng ẩn chứa cường đại thần tính, nếu là trở thành dị ma. Thực lực cũng tất nhiên không kém. Công tử, vậy cũng không đúng rồi, những cái này không có đổi thành dị ma thi cốt đây. Cung Tử Long chỉ những cái kia mục nát long tộc thi cốt nói. Có lẽ là những hài cốt này chế tạo không được dị ma. Tiêu Phàm lơ đễnh lắc đầu, cũng có khả năng là, lúc ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, những hài cốt này còn chưa kịp trở thành dị ma, đương nhiên, loại thứ hai khả năng so sánh lớn. Những cái này dị ma rất đáng hận. Chẳng lẽ bọn họ lại chuẩn bị phát động thiên địa đại kiếp sao? Thanh Long Vân bực tức nói. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, trong đầu hắn lại là còn hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên dị ma đã chuẩn bị ở trong này chế tạo số lớn dị ma, vì sao cuối cùng thất bại thì sao? Bỗng nhiên, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng. Khí linh, nhất định là khí linh, chỉ có nó, có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Tiêu Phàm trong lòng hết sức chắc chắn nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa hỏi, Thanh Long Vân, trước đó U Cửu Minh nói qua, Long Mục Sơn mạch tiến vào tổ Long Cốc lối vào có số lớn trận pháp gia trì đúng không? Không sai, hiện tại xem ra, cái kia Long Mục Sơn mạch, hẳn là trấn ngục chi địa lỗ hổng, bị người dùng trận pháp gia trì, không cho ngoại nhân tiến vào nơi này, đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, cái kia trận pháp giảm bớt không ít. Chúng ta mới có thể từ nơi nào tiến vào tổ Long Cốc. Thanh Long Vân Hồ Nghi nói. Một cái khác tiến vào tổ Long Cốc lối vào đây. Tiêu Phàm thình lình hỏi. Tử cực thiên ma trùng. Thanh Long Vân không minh bạch Tiêu Phàm là có ý gì. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đã đại khái đoán được năm đó phát sinh chuyện gì. Chỉ cần tìm được trấn ngục chi địa khí linh, liền có thể chứng minh hắn suy nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm bước chân rất nhanh. Cái thông đạo này tựa như không có cuối cùng đồng dạng,
Thanh Long Vân buồn bực nói, lối đi này là thông hướng chỗ nào? Có vẻ như cũng quá dài rồi a hát, đến ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm híp hai mắt, ngưng tiếng nói. Thông đạo bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, Tiêu Phàm ba người có thể nghe được với nhau tiếng hít thở, linh hồn chi lực đi tới chỗ, khắp nơi đều là long tộc thi cốt. Mấy người đã bay nhanh thời gian mấy ngày, có thể vẫn không có đến cuối lối đi, cái này khiến Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân đều hơi không kiên nhẫn. Công tử, lối đi này cũng quá dài rồi a hát. Cung Tử Long nhịn không được phàn nàn nói. Nơi này khắp nơi đều là long tộc thi cốt, tiếp tục đi tới đích cũng không có ý nghĩa gì. Cũng không sai biệt lắm đến. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, dưới chân lại là không có chút nào dừng lại. Chỉ chốc lát sau, một đạo tử sắc ánh sáng tiến nhập ba người tầm mắt, cái này khiến Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân hai người kinh hỉ hết sức, bước chân không khỏi phải tăng nhanh không ít. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đã ngừng lại thân hình, sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Công tử, sao không đi? Thanh Long Vân nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, thật vất vả đến nơi này, làm sao cũng phải tiến lên xem một chút đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm phất tay, đột nhiên bắn ra mấy đạo kiếm mang, hung hăng đánh vào thông đạo bốn phía trên vách đá dựng đứng. Chi chi từng đợt bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, gọi cực kỳ lành lạnh. Để cho người ta toàn thân không khỏi hiện nổi da gà lên. Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy cái tử sắc côn trùng, đầu bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, bên trong chảy ra từng tia chất lỏng màu tím. Tử sắc côn trùng nhảy nhót mấy lần, liền không một tiếng động. Đây là, hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không phát hiện bất luận cái gì côn trùng tồn tại. Nếu như đám côn trùng này muốn công kích bọn họ, vậy bọn hắn chẳng phải là, liền sức phản kháng đều không có. Nghĩ vậy, hai người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, chủ yếu nhất là, bọn họ căn bản liền không biết những cái này tử sắc côn trùng. Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là tử cực thiên ma trùng. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn về phía trước, con ngươi dị thường thâm thúy. Tử cực thiên ma trùng, Thanh Long Vân hú lên quái dị. Đây không phải U Cửu Minh nói ma trùng tộc cái chủng loại kia côn trùng sao, bọn họ không phải canh giữ ở tổ long cốc khác một cái cửa ra chỗ sao, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một loại đâm vào cốt tủy băng lãnh sát khí. Thanh Long Vân tư duy chuyển rất nhanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, những cái này long tộc thi cốt, không phải là từ cực thiên ma trùng làm tới nơi này à? Nói ra lời này lúc, Thanh Long Vân chính mình cũng có chút không tin. Tử cực thiên ma trùng mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng Thanh Long Vân cũng không có quá mức để vào mắt. Cho tới bây giờ, hắn mới phát giác được tử cực thiên ma trùng không đơn giản, nơi này hẳn là chân chính tổ long cốc trung tâm địa điểm. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phía trước, lần nữa bước ra kiên định bước chân, phía trước Hắc Ma Uyên, có lẽ chỉ là ma trùng tộc làm ra thời không liệt phùng, dùng để ngăn cản những người khác tiến vào nơi này. Theo Tiêu Phàm tiến lên, màu tím kia ánh sáng càng ngày càng hừng hực, đồng thời, hắn tốc độ xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì bốn phía côn trùng cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn xem cái kia vô số tử sắc côn trùng, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút run rẩy, sợ chúng tử cực thiên ma trùng thủ đoạn. Bão nguyên thủ nhất, bất luận cái gì huyễn cảnh đều không làm gì được ngươi môn. Tiêu Phàm thanh âm ở hai người bên tai vang lên, lại nói. Nếu là vạn nhất lâm vào huyễn cảnh, kích phát đầu lưỡi tinh huyết, có thể ngắn ngủi bài trừ huyễn cảnh. Là, công tử, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long gật gật đầu, thỉnh thoảng phòng bị nhìn xem thông đạo hai bên. Nhưng mà, khi bọn hắn quay đầu đi về phía trước nhìn tới thời khắc, lại là lộ ra một bộ gặp quỷ sống dáng vẻ, bởi vì Tiêu Phàm không thấy. Vừa rồi một sát na kia còn so bọn họ trước mắt a, một cái hô hấp không tới thời gian, vậy mà biến mất. Công tử đây, Thanh Long Vân kêu to, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm quanh quẩn trong lòng của hắn, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về Cung Tử Long vị trí nhìn tới. Nhưng hắn thở dài một hơi chính là, Cung Tử Long còn tại đằng kia, cũng không có biến mất. Cẩn thận một chút, Cung Tử Long hướng về phía Thanh Long Vân gật đầu ra hiệu, chậm rãi hướng về Thanh Long Vân tới gần. Thanh Long Vân cũng không có ở hồ nhiều như vậy, Tiêu Phàm không thấy. Hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Phốc phốc, nhưng mà, cũng liền ở hắn thất thần một sát na kia,
Cung Tử Long đột nhiên một trường tức giận chụp về phía hắn, một loại khí tức tử vong đập vào mặt. Muốn chết, Thanh Long Vân nổi giận một tiếng, hắn không nghĩ tới Cung Tử Long vậy mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn cùng với Cung Tử Long vốn là không quen, tất nhiên đối phương nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, Thanh Long Vân đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, bàn tay bỗng biến thành long chảo, giống như một chuôi đao nhọn đồng dạng, đâm vào Cung Tử Long lồng ngực. Đồng thời, hắn không chút do dự dùng sức kéo một cái, Cung Tử Long thân thể bỗng nhiên hóa thành nồng đậm huyết phụ tràn ngập tại hư không. Không đúng, hắn không phải Cung Tử Long không có yếu như vậy, Thanh Long Vân trong lòng giật mình, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Nói cách khác, Cung Tử Long cũng không thấy. Giờ khắc này, Thanh Long Vân ở sâu trong nội tâm có loại âm thầm sợ hãi, trong đầu hắn lại hồi tưởng lại Tiêu Phàm lời nói, trực tiếp cắn một cái ở đầu lưỡi, bước ra một sợi tinh huyết. Chỉ một thoáng, hắn cảnh sắc trước mắt bỗng phát sinh biến hóa, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Cung Tử Long hai người đang đứng ở ngoài mấy trượng, không hiểu nhìn xem hắn. Thanh Long Vân, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhíu mày. Không có gì, Thanh Long Vân vội vàng lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Tiêu Phàm, bản thân vừa rồi trúng huyễn cảnh. Cẩn thận một chút, Tử Cực Thiên Ma trùng am hiểu nhất huyễn cảnh, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó. Tiêu Phàm nhắc nhở, Cung Tử Long, hai người các ngươi cùng đi. Là, công tử, Cung Tử Long gật gật đầu, bước nhanh đi tới Thanh Long Vân trước người. Thanh Long Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ đề phòng, vừa rồi hắn nhưng là thiếu chút nữa trong ảo cảnh kia Cung Tử Long nói, lần này tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bất quá, Cung Tử Long cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, cái này khiến Thanh Long Vân yên tâm không ít, cùng Cung Tử Long song song đi ở Tiêu Phàm sau lưng. Chết đi, làm Thanh Long Vân hơi buông lỏng thời khắc, phía trước Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát lớn, đột nhiên quay người, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hung hăng đâm về phía Thanh Long Vân mi tâm. Công tử, Thanh Long Vân sắc mặt đại biến, trước tiên muốn lui lại, có thể lúc này, bên người hắn Cung Tử Long đột nhiên một trường vỗ ở sau lưng hắn, chấn động đến hắn không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ cũng nát không ít. Lại là huyễn cảnh. Thanh Long Vân kinh hãi nhìn xem trước người Tiêu Phàm cùng Cung Tử Long, con người kịch liệt co rút lại. Mắt thấy Tiêu Phàm cùng Cung Tử Long hai người lộ ra nụ cười tà ác, từng bước một hướng về hắn đi tới, Thanh Long Vân trong lúc nhất thời lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chờ đợi hắn chỉ có một loại khả năng, kia liền là tử vong. Để cho hắn hoảng sợ là, bản thân biết rất rõ ràng đây là huyễn cảnh. Lại căn bản là không có cách từ cái này huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Công tử, cứu ta! Thanh Long Vân dùng hết toàn thân còn sót lại một điểm khí lực, lớn tiếng quát ầm lên. Chuyện giống vậy, phát sinh ở Tiêu Phàm cùng Cung Tử Long trên người, ba người tầm đó trên thực tế cách xa nhau chỉ có mấy trượng xa, lại đứng ở cái kia không nhúc nhích, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Cung Tử Long toàn thân không ngừng run rẩy, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán rơi xuống. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình thường, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở cái kia, cả người tựa như hoang mang lo sợ. Ở chung quanh bọn họ trên mặt đất, từng con lớn chừng quả đấm tử sắc côn trùng đang nhúc nhích lấy, trong miệng phát ra một loại cực kỳ quỷ dị sóng âm giai điệu. Đồng thời, trên người bọn họ tràn ngập từng tia màu tím nhàn nhạt sương mù, tử sắc sương mù lượn lờ ở trong đường hầm, tràn ngập mỗi một cái góc. Nếu như tử tế quan sát, sẽ thấy những cái này tử sắc sương mù chính dọc theo Tiêu Phàm ba người bọn họ lỗ mũi hút vào thể nội. Ngu xuẩn run rế, cho rằng phát hiện ám đạo, liền có thể ở trong này tìm tới bảo bối. Thật không nghĩ tới, nơi này là của các ngươi nơi chôn xương. Ha ha, quay đầu bản ma đờ. Nhìn thấy vô số tử cực thiên ma trùng nộ sát mà tới, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người kém chút dọa đến hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Vừa mới hai người bọn họ đã thấy được tử cực thiên ma trùng chỗ đáng sợ, một khi lâm vào cái kia huyễn cảnh bên trong, giết chết bọn hắn liền tựa như bóp chết một con kiến. Công tử, nhanh triệu hồi ra thôn sơn tinh thú nhất tộc. Thanh Long Vân hét lớn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng triệu hoán Thanh Thiên Long tộc. Không cần, ta nói,
các ngươi cùng ta cùng một chỗ xem kịch vui liền tốt. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng trong lòng đã có dự tính cười tà. Công tử Long cùng Thanh Long Vân bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, có thể đối mặt nhiều như vậy từ cực thiên ma trùng, cái kia cũng không khả năng là đối thủ a. Lúc này lại còn cười được, nếu là triệu hồi ra thôn sơn tinh thú nhất tộc cùng U Phượng tộc, có lẽ còn có thể cùng từ cực thiên ma tộc chống lại một hai. Nhưng hiện tại, coi như nghĩ triệu hồi ra thôn sơn tinh thú nhất tộc, cái kia cũng không kịp a. Các ngươi không cảm thấy, nơi này quá chật hẹp sao? Tiêu Phàm tiếp tục nói, để thôn sơn tinh thú tới đối phó đám này bò sát nhỏ, cái kia cũng quá xem trọng lên bọn họ. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc quang mang bắn ra. Qua một tiếng thanh âm quái dị vang lên, thanh âm kia liền tựa như ếch xanh tiếng kêu. Thanh Long Vân hai người không biết vì sao, chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn cho một cái phổ thông hoa tộc tới đối phó một đám tử cực thiên ma trùng. Cái này không khác nào người si nói mộng a. Hoa tộc, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe nói hoa tộc có cái gì siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ a. Mắt thấy đầy trời tử cực thiên ma trùng đánh giết mà tới, hai người thiếu chút nữa thì không dọa đến khóc lên, bọn họ đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Chỉ là loại này kiểu chết quá oan uổng, bản thân đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, lại muốn chết ở một đám côn trùng trong tay. Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long đã chăm chú mà nhắm hai mắt lại, trong đầu đã hiện ra mình bị vô số tử cực thiên ma trùng gặm nhấm tình cảnh. Nhưng mà, mấy thức đi qua, bọn họ vẫn như cũ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng không có bất kỳ chỗ khó chịu nào. Chúng ta không chết, Cung Tử Long mở hai mắt ra, có gan vui vẻ nói. Thanh Long Vân sao lại không phải như thế đây? Qua lại là một tiếng ếch kêu vang lên, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long quay đầu nhìn tới, sau một khắc, hai người trợn mắt hốc mồm, si ngốc nhìn qua nơi xa. Chỉ thấy một đạo tia chớp vàng từ thông đạo bên trong lướt qua, những nơi đi qua, tất cả tử cực thiên ma trùng tất cả đều bị đạo kia tia chớp vàng nuốt hết, một cái không dư thừa. Tốc độ kia, quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, ngồi xổm một cái cao một trượng bóng người vàng óng, thanh âm kia lộ ra 10 điểm cồng kềnh, nhưng mới rồi luồng hào quang màu vàng óng kia, lại là nó vọng lại. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hai người cũng sẽ không tin tưởng một màn này. Đây là, Thanh Long Vân thở sâu, muốn nhìn rõ ràng đạo kia bóng người vàng óng là cái gì, nhưng hắn nhìn một hồi, cũng không nhận ra được. Tựa như là một cái ếch xanh, không đúng. Là một cái kim hoa. Cung Tử Long cổ quái nói, mặc dù hắn không cố ý hướng hoa tộc phương diện nghĩ, nhưng trước mắt cái kia cồng kềnh thân thể, chỉ xem hình thái, xác thực rất giống một cái hoa tộc. Hai người đành phải ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn có được một đáp án. Tiêu Phàm ngồi ở một đầu trên ghế bành, nơi nào có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Hoàn toàn chính là một bộ nhàn nhã phong a. Khi thấy Thanh Long Vân hai người xem ra thời khắc, hắn không khỏi trợn trắng mắt, nói ếch xanh ăn côn trùng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long khóe miệng giật một cái, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Ếch xanh ăn côn trùng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Câu nói này, vậy mà trong lúc nhất thời để bọn hắn không biết nói gì, nghe vào quá có đạo lý. Thế nhưng là, hắn đây nhà ở đâu là phổ thông côn trùng a? Đây chính là ma trùng tộc tử cực thiên ma trùng, chuyên môn chế tạo huyễn cảnh, lặng yên không một tiếng động giết người khủng bố ma trùng tộc A. Ở ngươi trong miệng, vậy mà biến thành thông thường côn trùng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ bình phục một lần suy nghĩ, ánh mắt lần nữa rơi vào kim sắc cự hoa trên người. Tử cực thiên ma trùng xác thực không phải phổ thông côn trùng, có thể cái này kim sắc cự hoa lại có thể nuốt ăn bọn họ, vậy con này kim sắc cự hoa lại có thể đơn giản đây. Đi theo Tiêu Phàm đến nay, trái tim của bọn hắn đã tu luyện 10 điểm kiên cố, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, nếu là không có một khỏa cường đại trái tim, sớm muộn phải chết bất đắc kỳ tử. Công tử, cái này cự oa là, Công tử Long lấy dũng khí hỏi. Thanh Long Vân cũng lóng tai nghe, hắn cũng muốn biết, chuyện này chỉ có thể đem tử cực thiên ma trùng xem như phổ thông côn trùng ăn kim sắc cự oa, đến cùng là thần thánh phương nào. A, à, cái này kim oa a. Hẳn là thánh kim thần hoa. Tiêu Phàm thờ ơ nói. Thánh kim thần hoa, nhưng mà,
Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long lại là không rõ kinh hãi, bởi vì, Thánh Kim Thần Hoa, thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 82 thần thú A. Giờ khắc này, bọn họ đã chết lặng. Liền thần thú bảng xếp hạng hơn 10 người trường sinh thú đều ở bên người Tiêu Phàm, huống chi một đầu thần thú bảng xếp hạng thứ 82 thần thú lại có gì ghê gớm đâu đây. Thánh Kim Thần Hoa, đúng là thần thú trên bảng xếp hạng 82 thần thú, nhưng là, hắn càng là ngũ hành thần hoa phân thân. Ngũ hành thần hoa, thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 21 nhân vật cường hoành, lúc trước thánh thổ thần hoa vì đoạt lại mặt khác 4 cỗ phân thân, cố ý lừa gạt Tiêu Phàm. Cuối cùng Tiêu Phàm mở ra chấn thế đồng quan, bị thánh thổ thần hoa làm hại, ở lúc mấu chốt, Tiêu Phàm bắt đi hắn trong đó một bộ phân thân, chính là trước mắt thánh kim thần hoa. Thánh kim thần hoa, thế nhưng là ngũ hành thần hoa 4 cỗ phân thân bên trong cường đại nhất, những năm này cũng khôi phục đến bán bộ thánh đế cảnh, nuốt ăn những cái này từ cực thiên ma trùng, tự nhiên là lại dễ dàng cực kỳ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có loại cảm giác, thánh kim thần hoa nuốt những cái này từ cực thiên ma trùng về sau, có khả năng rất lớn sẽ đột phá chân chính thánh đế cảnh. Một khi đột phá thánh đế cảnh, cái kia Tiêu Phàm bên người có thể lại nhiều to lớn át chủ bài. Hắn thật không nghĩ qua về sau đem thánh kim thần hoa còn cho ngũ hành thần hoa. Hỗn trướng, hỗn trướng. Đối diện, cái kia trùng đế đã chọc tức, thiếu chút nữa thì lửa giận công tâm. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, hàng vạn mà tính tử cực thiên ma trùng, chẳng những không làm gì được cái này thánh kim thần hoa, lại còn toàn bộ đều trở thành thánh kim thần hoa khẩu phần lương thực. Đại bộ phận hoa tộc chính là lấy côn trùng làm thức ăn a. Tử cực thiên ma trùng đối với thánh kim thần hoa mà nói, không thể nghi ngờ là vị ngon nhất đồ ăn, nuốt ăn gọi là một cái vui sướng. Tử cực thiên ma trùng trùng đế đã giận không kềm được, đáng tiếc lại không thể làm gì, hắn nếu đi lên, đoán chừng cũng đồng dạng chỉ có bị thôn phệ phần. Lui, trùng đế rốt cục không chịu nổi tử cực thiên ma trùng tổn thất, người khác giết chết bọn chúng còn có thể nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng thánh kim thần hoa ăn bọn họ. Vậy coi như thực bị tiêu hóa, cái gì đều không lưu lại a. Bọn chúng nếu lưu lại, tuyệt đối là có bao nhiêu, bị ăn bao nhiêu, đây cũng không phải là nó muốn thấy. Bây giờ nghĩ lui, Tiêu Phàm vỗ vỗ tay vịn của cái ghế, chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh lùng cười nói. Nhìn thấy tử cực thiên ma trùng chuẩn bị lui lại, Tiêu Phàm cũng lập tức cười lạnh. Từ hắn để thánh kim thần hoa xuất thủ một khắc kia trở đi. Những cái này tử cực thiên ma trùng, hắn liền không có chuẩn bị buông tha. Nói xong, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng hóa thành từng đầu hỏa long quét sạch mà ra, tràn ngập thông đạo mỗi một cái góc. Ngay sau đó, một trận đùng đùng tiếng vang thỉnh thoảng vang lên, thông đạo bên trong truyền ra một trận mùi cháy khét, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Phô tận chi hỏa đã đạt đến đỉnh cấp đế hỏa cấp độ. Đốt cháy một chút đế cấp cùng với trở xuống tử cực thiên ma trùng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Hơn nữa, phô tận chi hỏa bá đạo, hoàn toàn không phải cùng giai đế hỏa có thể so sánh. Nếu như nói thánh kim thần hoa diệt sát tử cực thiên ma tốc độ đã coi như là rất nhanh mà nói, cái kia vô tận chi hỏa, nhất định chính là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Phàm mấy người đi theo vô tận chi hỏa phía sau, nhanh chân tiến lên, những nơi đi qua. Tất cả đều là bị đốt chết tử cực thiên ma trùng thi thể. Hơn nữa, bị đốt chết tử cực thiên ma trùng, thể nội mệnh ngoại chi khí, tất cả đều bị Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu hấp thu. Bạch sắc thạch đầu giống như một khỏa chói mắt liệt nhật đồng dạng, hào quang rực rỡ chói mắt, thật sự là những cái này tử cực thiên ma trùng thể nội mệnh ngoại chi khí quá dày. Tử cực thiên ma trùng mặc dù vật lý công kích không được, nhưng chúng nó cuối cùng đại đa số vẫn là đại đế cảnh. Linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, ẩn chứa mệnh ngoại chi khí, tự nhiên cũng không là thần vương cảnh dị ma có thể so sánh. Theo bạch sắc thạch đầu hấp thu mệnh ngoại chi khí càng ngày càng nhiều, hắn tiêu tán ra từng tia thuần túy năng lượng chút vào Tiêu Phàm thể nội. Đây là linh hồn chi lực, Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, thiếu chút nữa thì kêu lên. Hắn vội vàng để linh hồn bản thể hấp thu cái kia thuần túy lực lượng linh hồn, cơ hồ căn bản không cần luyện hóa, chỉ cần thôn phệ. Những linh hồn này lực lượng biến thành tự thân đồ vật. Nếu là đem những cái này từ cực thiên ma trùng tất cả đều chém giết hầu như không còn, vậy hắn chẳng phải là có khả năng để linh hồn chi lực đột phá đến thánh đế cảnh cấp độ. Nghĩ vậy,
Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Tiêu Phàm khống chế vô tận chi hỏa một đường đốt giết, những nơi đi qua, Tử Cực Thiên Ma trùng không một may mắn thoát khỏi, nửa canh giờ xuống tới, không biết thiêu chết bao nhiêu. Nha, cái này Tử Cực Thiên Ma trùng cũng quá là nhiều a. Nếu là bọn họ tất cả đều xuất hiện ở Long Chi Mộ, như vậy có ai là bọn hắn đối thủ? Công tử Long nhìn không được mắng thầm. Thanh Long Vân Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, Tử Cực Thiên Ma trùng lực sát thương mặc dù không thế nào, nhưng chúng nó tạo mộng năng lực, lại là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn là giết người ở vô hình. Bọn chúng tất nhiên không hề rời đi, đoán chừng là tạm thời không thể rời bỏ. Tiêu Phàm một bên thúc giục vô tận chi hỏa, vừa nói. Càng đi chỗ sâu đi, thông đạo cũng biến thành càng rộng, không sai biệt lắm lại qua nửa nén hương thời gian, một mảnh rộng lớn không gian xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn tới, mấy người con người bỗng nhiên teo lại đến, trên người càng là hiện nổi da gà lên. Bọn họ vị trí là một chỗ gần 100 trượng cao vách núi hiện lên hình cung hướng về hai bên khuếch tán, cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ. Hiển nhiên, phía trước là một chỗ hình tròn không gian. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này hình tròn không gian có chừng khoảng 10 dặm phương viên, cái này tự nhiên không đủ để Tiêu Phàm bọn họ chấn kinh. Để bọn hắn khiếp sợ như vậy chính là, cái này to lớn không gian bên trong, vậy mà khắp nơi đều là Tử Cực Thiên Ma trùng. Giống như một mảnh đại dương màu tím, nhìn qua mộng ảo đến cực điểm. Cả vùng không gian trên không, đều lượn lờ từng tầng tử sắc sương mù, tại không gian không trung ngưng tụ thành một mảnh đám mây màu tím. Nhìn kỹ, cái kia trong đám mây, lại có một đạo hơi yếu kim sắc quang mang lập lòe, tựa như trong bóng tối ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhìn phía dưới vô tận Tử Cực Thiên Ma trùng, Tiêu Phàm cũng không khỏi dọa đến lùi lại mấy bước. Thật sự là cái này Tử Cực Thiên Ma trùng số lượng nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Thánh Kim Thần Hoa nhìn xem nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn, cũng nhịn không được dùng mình một cái, mặc dù hắn bị Tiêu Phàm phong ấn ý chí, nhưng vẫn là bản năng e ngại. Đừng nói bọn họ những cái này đại đế cảnh tu sĩ, chính là thánh đế cảnh, đối mặt nhiều như vậy Tử Cực Thiên Ma trùng, cũng chỉ có tránh lui phần. Nhân tộc run rế, giết ta nhiều như vậy đồng bạn. Hiện tại ngươi có thể cho bọn hắn đi đền mạng. Cái kia trùng đế đứng ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa, trợn mắt đáng ghét nhìn bọn hắn chằm chằm. Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người dọa đến sắc mặt trắng nhợt, nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia, có lẽ hai người bọn họ đã sớm chạy trốn. Ngươi nếu có thể giết ta, lại không cần chờ tới bây giờ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Cái kia hải dương màu tím đồng dạng Tử Cực Thiên Ma trùng mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn họ vị trí không gian cũng không phải là bao lớn. Có thể xông vào Tử Cực Thiên Ma trùng số lượng có hạn, Tiêu Phàm dùng vô tận chi hỏa, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Trùng đế khí phẫn hết sức, nó không thể không thừa nhận Tiêu Phàm lời nói, muốn giết chết Tiêu Phàm, bằng vào bọn họ căn bản không có khả năng, trừ phi Tiêu Phàm rời đi lối đi kia, xâm nhập bọn họ tộc đàn. Nhưng Tiêu Phàm lại không phải người ngu, làm sao có thể trắng trợn xông tới đây? Công tử, đó là cái gì? Cung Tử Long đột nhiên chỉ xa xa tử sắc đám mây hỏi. Tiêu Phàm từ lâu phát hiện cái kia đám mây chỗ cổ quái, nhất là hào quang màu vàng óng kia, tự nhiên tản ra một loại long tộc đặc thù khí tức. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng mãnh kinh, nhưng mặt ngoài lại là 10 điểm bình tĩnh, nói kia liền là trấn ngục chi địa khí linh a. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu nó hay sao? Cái kia trùng đế khích tướng nói, hắn thế nhưng là hận không thể lập tức giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, hắn tự nhiên là muốn cứu khí linh, nếu là có thể hàng phục khí linh, lấy được trấn ngục chi địa, vậy sau này mặt đối với phần lớn long tộc, hắn đều sẽ không e ngại. Có trấn ngục chi địa ở, hắn tùy thời có thể trấn áp long tộc, cho dù là phổ thông thánh đế, hắn cũng có thể trấn áp. Hắc hỏa, người có nắm chắc hay không giết chết những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng? Tiêu Phàm trong lòng dẫn ra lấy hắc hỏa hồ lô khí linh. Dựa vào vô tận chi hỏa, hiển nhiên không có khả năng giết chết nhiều như vậy Tử Cực Thiên Ma trùng, nhưng hắc hỏa hồ lô liền không giống nhau, từ lần trước chiếm được một chút khí vận, thương thế của nó đã khôi phục không ít. Nếu là thúc dục bên trong diệt hồn thánh viêm, cái kia những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng cũng liền chưa hẳn phải sợ.
có thể, nhưng là, ta cần 100 nguyên vô chủ khí số. Hắc Hỏa hồi đáp, thành giao. Tiêu Phàm mặc dù đau lòng 100 đồng vô chủ khí số, nhưng hắn quan tâm hơn cái kia trấn ngục chi địa khí linh. Làm sao, ngươi sợ? Yên tâm đi, ta chỉ có thể lột da của ngươi ra, đem ngươi lột da chóc thịt mà thôi. Cái kia trùng đế nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lại cười gằn nói. Phối hợp với nó cặp kia nâng lên đến tròng mắt màu tím, nhìn qua là như thế lành lạnh. Sợ, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn Tiêu Phàm khi nào biết cái gì gọi là sợ. Chí ít, bằng những cái này tử cực thiên ma trùng còn chưa xứng. Hai người các ngươi chờ ta ở đây. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền dứt khoát xông vào tử cực thiên ma trùng bên trong, trong lúc hô hấp, hắn cũng đã một kiếm xuyên thủng cái kia trùng đế mi tâm. Công tử, Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân sắc mặt hai người đại biến, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà dứt khoát xâm nhập biển trùng bên trong, đây không phải chịu chết sao? Cái kia trùng đế cũng là một trận kinh ngạc, thế nhưng là không đợi nó tới kịp kinh hỉ, Tiêu Phàm một kiếm đã xuyên thủng đầu của nó. Về sau không muốn lớn lối như vậy, ngươi cũng không phải châu chấu, nhảy nhót lợi hại như vậy làm cái gì? Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một câu. Ngươi giết không chết, trùng đế tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, mặt coi thường nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, nó liền triệt để thất kinh lên, bởi vì trong cơ thể nó mệnh ngoại chi khí, lại bị Tiêu Phàm rút ra không còn, không thấy mệnh ngoại chi khí, cũng sẽ không thể gây dựng lại. Trùng đế ở ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đến chết đều không nghĩ đến, cái này nhân tộc vậy mà có được năng lực giết được nó. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã xâm nhập biển trùng mấy dặm, có được linh hồn miễn dịch năng lực, những cái kia tử sắc sương mù căn bản không làm gì được nó. Cũng đúng lúc này, mặt khác tử cực thiên ma trùng cũng kịp phản ứng, lập tức nhấc lên một trận trùng chiều, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Thần Long Tử, Tiêu Phàm nhận ra trong đó một đoàn người, người cầm đầu, chính là trước đó tại bên ngoài thấy qua Long tộc ba đại Long Tử một trong Thần Long Tử. Mà mặt khác một đoàn người, cầm đầu lại là một người mặc bạch sắc váy lụa nữ tử, hắn xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, thần thái nhàn nhã. Nữ tử dụng cụ tính thể nhàn, nhu tình xước thái, lại cho người ta một loại 10 điểm lãnh diễm khí chất, trắng nõn đùi ngọc làm nổi bật lên nàng cái kia vóc người cao gầy. Mặt trái xoan, như mặc ngọc đôi mắt, linh động lông mi, da thịt trắng nõn, cộng đồng tổ hợp thành một tấm dung nhan tuyệt mỹ. Nhất là nàng chính là trắng sáng như tuyết sợi tóc, càng là làm nổi bật lên nàng băng thanh ngọc khiết, thánh khiết như tiên khí chất. Tiêu Phàm cũng không có bị dung mạo của nàng làm cho mê hoặc, từ vừa rồi đối phương tốc độ xuất kiếm cùng uy lực, hắn có thể đủ nhìn ra, nàng này cực kỳ bất phàm, sợ là không kém gì huyết hoàng nữ bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Nếu như là độc đối một người trong đó, Tiêu Phàm đều không sợ hãi chút nào, có thể đồng thời đối mặt hai người. Tiêu Phàm cũng có chút kiêng kỵ. Dù sao, cái kia Thần Long Tử có thể cùng Ma Long Tử nổi danh, hắn thực lực chắc chắn sẽ không so Ma Long Tử kém bao nhiêu, chí ít không phải Huyết Phượng Tử có thể so sánh. Huyết Phượng Tử có thể có thanh danh này, hơn phân nửa vẫn là dính tỷ tỷ nàng Huyết Hoàng Nữ Quang. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Long Nữ, Huyết Hoàng Nữ, Thần Long Tử cùng Ma Long Tử bốn người này đúng là một cái cấp độ, nhưng Huyết Phượng Tử, nhưng khác biệt một cái cấp bậc. Mọi người đến ngược lại là rất nhanh. Lúc này, nơi xa lại một tiếng sang sảng tiếng cười to vang lên, xác thực Ma Long Tử mang theo một đoàn người đi tới. Ở hắn cách đó không xa một phương hướng khác, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử cũng đang trong đó, hai người trước tiên thấy được Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc kiêng dè. Nếu như là Tiêu Phàm một người, bọn họ tuyệt đối không dám lên đến đây cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Trước đó hai người bọn họ liên thủ đều ở trong tay Tiêu Phàm chịu thiệt hại lớn, kém chút chết ở trong tay Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ khác biệt, cùng Tiêu Phàm tranh phong không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có Thần Long Tử cùng Ma Long Tử đám người, bọn họ tỷ đệ hai người cũng liền có hy vọng. Huống hồ, tranh đoạt trấn ngục chi địa khí linh, cũng không nhất định muốn đại khai sát giới, người chết ta vong. Nha, đây không phải băng hoàng nữ sao, làm sao đi tới bản Long Tử phía trước? Ma Long Tử ánh mắt rơi vào màu trắng kia váy lụa nữ tử trên người, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trịnh trọng.
đạt tới hắn như vậy cấp độ, có thể được hắn để ở trong mắt người, xác thực không nhiều lắm. Băng Hoàng Nữ, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được thân phận của cô gái kia hẳn là không kém gì Long Tử, thật không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là Phượng Hoàng tộc Băng Hoàng Nữ. Bây giờ Phượng Hoàng tộc ba đại hoàng nữ, đã có hai cái đạt đến nơi này. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là, trước đó hắn ở Hắc Ma Uyên bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cái này Băng Hoàng Nữ, chính như Ma Long Tử nói tới, nàng vào bằng cách nào nhanh như vậy đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi đối Băng Hoàng Nữ lưu một cái tâm nhãn, cô gái này thực lực sợ không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút buồn bực, bản thân liều sống liều chết đến nơi này, thật không nghĩ đến Thần Long Tử bọn họ cũng không chậm bao nhiêu, hơn nữa xem bọn họ tư thế, rõ ràng đi rất thông thuận. Chẳng lẽ những cái này Tử Cực Thiên Ma trùng chỉ nhằm vào hắn Tiêu Phàm? Cái này khiến hắn hết sức phiền muộn. Không phải Long Phượng tộc người, rời đi nơi đây. Lúc này, Thần Long Tử đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nơi này, trừ bỏ Tiêu Phàm, những người khác xem như Long Phượng tộc người. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Thần Long Tử nhắm vào mình, hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao, xác thực chỉ có hắn không phải Long Phượng tộc người. Ngươi nghĩ nói chấn ngục chi địa là của ngươi, nói thẳng là được. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, hắn hôm nay, linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh, càng thêm không cần thiết e ngại Thần Long Tử. Thần Long Tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu sát mang lấp lóe, hắn làm sao không minh bạch, Tiêu Phàm là đang cố ý châm ngòi hắn cùng những người khác quan hệ. Ma Long Tử lại là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, hắn nhưng là cùng Tiêu Phàm đã giao thủ, hơn nữa không chiếm được chỗ tốt, nếu như có thể nhìn thấy cùng hắn cùng nổi danh Thần Long Tử ở trong tay Tiêu Phàm ăn quả đắng, đó là không thể tốt hơn nữa. Trong lúc nhất thời, chàng diễn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không có mở miệng, rằng co lẫn nhau lấy. Lúc này, lại có không ít người từ đằng xa bay vụt mà tới, Tiêu Phàm dư quang quét qua, lại là nhận ra hai người kia, chính là Kim Thánh Vân cùng Huyết Khuyết. Hai căn này gậy quấy phân heo vậy mà còn chưa chết, hơn nữa còn thành công đạt đến nơi này, không thể không nói, hai người bọn họ mệnh thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, vật này thế nhưng là ta Long tộc đồ vật, ngươi một cái nhân tộc, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó a. Còn không có tới gần, liều lĩnh Kim Thánh Vân liền làm càn cười ha hả. Có lẽ một ít người muốn chết cũng khó nói. Huyết Khuyết cũng âm dương quái khí nói, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này khiến Thần Long Tử cùng Băng Hoàng Nữ 10 điểm ngoài ý muốn, cái này nhân tộc tiểu tử, vậy mà đắc tội nhiều người như vậy. Khó trách vừa rồi miệng của hắn thúi như vậy, cứ theo đà này, đoán chừng Long tộc đều sẽ bị hắn đắc tội mấy lần. Hai người các ngươi viên cứt chuột còn chưa có chết à. Tiêu Phàm tựa như gặp được lão bằng hữu đồng dạng, 10 điểm khách khí chào hỏi, cười híp mắt nói. Kim Thánh Vân cùng Huyết Khuyết sắc mặt hai người cứng đờ, khóe mắt hướng về Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra. Ma Long Tử, chúng ta trước làm thịt hắn làm sao? Kim Thánh Vân biết rõ Ma Long Tử cùng Tiêu Phàm có thù, lập tức muốn kéo Ma Long Tử xuống nước. Ma Long Tử 10 điểm khó chịu Kim Thánh Vân ngữ khí, gia hỏa này có chỗ tinh tiến, lại càng đến càng không coi ai ra gì, cho dù là Huyết Khuyết, cũng không dám cùng bản thân dùng giọng ra lệnh nói chuyện. Ngươi được ngươi lên, Ma Long Tử nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Xiết Tiêu Phàm, Ma Long Tử ngược lại là muốn a, nhưng là hắn thiếu Tiêu Phàm mấy cái nhân tình, hoàn toàn không xuống tay được a. Mặc dù nhân tình này về sau bị Long tộc thất tổ trả hết nợ, nhưng Tiêu Phàm tốt xấu cũng tính ân nhân của hắn. Nếu là liền ân nhân của mình đều giết, Ma Long Tử đoán chừng trong lòng sẽ lưu lại vĩnh cửu tâm ma, đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn, hơn nữa hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt, tự nhiên không chút do dự cự tuyệt Kim Thánh Vân đề nghị. Đương nhiên, nếu như Kim Thánh Vân bọn họ muốn giết Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Kim Thánh Vân sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút không hiểu. Ma Long Tử vài ngày trước không phải huyên náo rất lớn sao, liều chết truy sát Tiêu Phàm, làm sao hiện tại lại không động thủ đây? Hắn tự nhiên không biết trước lúc trước ngày Tiêu Phàm cùng Ma Long Tử còn kề vai chiến đấu sự tình, nếu như biết rõ, vậy liền sẽ không đề nghị để Ma Long Tử động thủ. Huyết Phượng Tử, Kiếm Hồng Trần thế nhưng là chạm ngươi một cánh, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn sao?
Kim Thánh Vân vừa nhìn về phía Huyết Phượng Tử nói. Ngày đó Tiêu Phàm để Ngọc Kỳ Tử đem ghi chép chạm Huyết Phượng Tử một cánh, cũng nướng ăn ký ức thủy tinh đưa ra ngoài, việc này sớm đã huyên náo mọi người đều biết. Huyết Phượng Tử sắc mặt tái xanh, hắn nhưng là hận thấu Kim Thánh Vân, người nhà đây là đâu ấm không ra sách cái đó ấm. Lão Tử rất muốn làm thịt hắn, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn a, cái này khiến Huyết Phượng Tử phiền muộn hết sức, cuối cùng, Huyết Phượng Tử cũng biệt xuất một câu, người được ngươi lên. Người được ngươi lên, lại là giống nhau lời nói, có thể lời này từ Ma Long Tử cùng Huyết Phượng Tử trong miệng nói ra, lại là có một phen đặc biệt ý vị. Hai cái này đều là Tiêu Phàm cửu nhân a, bọn họ hiện tại có liên thủ cơ hội, có thể cũng không nguyện ý ứng phó Tiêu Phàm, cái này khiến người ở chỗ này cũng không quá tin tưởng. Cái này cũng trong bóng tối thả đặt một cái tín hiệu, Ma Long Tử cùng Huyết Phượng Tử cũng không nguyện ý đắc tội Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là, bọn họ có chút sợ hãi Tiêu Phàm. Thần Long Tử, Băng Hoàng Nữ tất cả đều ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ nghĩ không hiểu, vì sao cái này nhân tộc tiểu tử, sẽ để cho Long Phượng tộc thiên tài đứng đầu đều sợ hãi đây. Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, hí ngược nhìn xem Kim Thánh Vân nói, ngươi cứ như vậy muốn giết ta sao? Kim Thánh Vân nhíu mày, nhớ tới lần trước Tiêu Phàm một người một kiếm đánh bay Huyết Hoàng Nữ một màn, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt này nhân tộc không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hừ, Kim Thánh Vân lạnh rên một tiếng không nói thêm gì nữa. Còn có ai muốn đuổi ta đi, đứng ra nói một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thần Long Tử. Nơi này người, trừ bỏ Băng Hoàng Nữ bên ngoài, cũng chỉ có Thần Long Tử xem như một người xa lạ, gia hỏa này vừa mới vậy mà cố ý nhắm vào mình, nếu như không có chỗ biểu thị, hắn đoán chừng còn cho là mình sợ hắn. Thần Long Tử cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm đã vậy còn quá nhanh liền trả lại, không khỏi giết sạch thoáng hiện. Ngang làm Thần Long Tử vừa mới chuẩn bị đứng ra động thủ thời khắc, chân trời tử sắc đám mây bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng long ngâm, đạo kim quang kia đột nhiên chán phóng hào quang sáng chói, ngay sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Ai, Thần Long Tử nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị hướng về phía trước phóng đi. Tiêu Phàm bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, chỉ thấy màu tím kia đám mây chậm rãi tiêu tán, bộc lộ ra bên trong tất cả. Chỉ thấy một đầu màu bạc trắng hàng dài, ở tầng mây bên trong bốc lên, những nơi đi qua, hư không ngưng kết ra vô số hàn băng, giống như ngàn vạn băng tinh chi hoa nở rộ. Ở cái kia ngân long ngoại thân, còn hiện lên một tầng nhàn nhạt màn sáng, hắn há miệng hiện lên thôn phệ hình, tựa như vừa rồi nuốt chửng cái gì. Là long nữ, trấn ngục chi địa khí linh bị nàng nuốt, có người nhận ra ngân long thân phận, không khỏi lên tiếng kinh hô, phía sau một câu kia. Lại là Kim Thánh Vân gọi ra, hắn muốn đúng là những người khác tất cả đều xông đi lên, sau đó đục nước béo cò. Quả nhiên, vừa dứt lời, Thần Long Tử, Ma Long Tử, Băng Hoàng Nữ, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử đám người toàn bộ xông tới. Nhìn thấy Long Nữ, trấn ngục chi địa khí linh bọn họ đã không phải là đặc biệt quan tâm, bọn họ quan tâm hơn chính là Vạn Long Đồ. Đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong A. Có thể so sánh trấn ngục chi địa muốn quý giá rất nhiều. Long nữ, Tiêu Phàm mãnh kinh, trước mắt ngân long là long nữ. Nàng là long vũ, mắt thấy Thần Long Tử đám người đã sắp tới gần long nữ, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra lo lắng, chỉ một thoáng, hắn vội vàng thi triển nghịch long đăng thiên bộ. Sau một khắc, Tiêu Phàm tốc độ đạt đến đáng sợ cấp độ, dường như thế gian cực tốc, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thần long hư ảnh. Hỗn độn chi kiếm, hét dài một tiếng, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã đến Tiêu Phàm trong tay, hắn kéo một cái kiếm hoa, hỗn độn kiếm khí lập tức giống như pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt phóng tới Thần Long Tử đám người. Hư không đều bị kiếm khí của hắn cắt đứt ra, Thần Long Tử đám người thân hình ngưng một cái, nhao nhao thi triển cường thế công kích, phá giải Tiêu Phàm hỗn độn kiếm khí. Mấy người lên cơn giận dữ hướng về Tiêu Phàm, nhất là Thần Long Tử cùng Kim Thánh Vân. Hai người hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm cho ép thành bột mịn. Kiếm Hồng Trần, liền bằng ngươi một người nghĩ ngăn lại chúng ta. Kim Thánh Vân khinh thường nói, một câu liền đem Tiêu Phàm cô lập ra. Muốn chết, nói một tiếng chính là, Thần Long Tử cực kỳ bá đạo, quanh thân kim quang nhấp nháy, giống như một đầu hoàng kim đế long, khí thế hung mãnh. Băng Hoàng Nữ ánh mắt u lãnh,
cũng đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, Huyết Khuyết thì là lộ ra nhìn có chút hả hê bộ dáng, hắn nhưng là hận không thể Tiêu Phàm ăn quả đắng. Ma Long Tử ánh mắt phức tạp, lại là không biết lựa chọn như thế nào. Ma Long Tử, ngươi không phải ưa thích Long Nữ sao? Nàng ở trong lòng ngươi còn không sánh bằng một kiện pháp bảo. Tiêu Phàm giễu cợt nhìn xem Ma Long Tử. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm cảm thấy Ma Long Tử còn có mấy phần cốt khí, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm lại cảm thấy Ma Long Tử không đáng một đồng. Bản thân lần trước liền không nên quản Long tộc nhàn sự, đã sớm hẳn là để Ma Long Tử tự sinh tự diệt, chết ở những cái kia phệ long trùng trong miệng. Ma Long Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra xoắn xuýt, hắn đúng là truy cầu Long Nữ, nhưng vô luận là trấn ngục chi địa, vẫn là vạn long đồ, cũng là liên quan đến bọn họ thái cổ ma long chủng tộc tương lai a. Một cái là mình thích nữ nhân, một cái là liên quan đến chủng tộc, cái này khiến hắn khó có thể làm quyết định. Ngươi không xứng thích nàng, nhìn thấy do dự Ma Long Tử, Tiêu Phàm không chút lưu tình đả kích nói. Ta từ bỏ, lúc này, Ma Long Tử đột nhiên hít sâu một cái nói, đồng thời, thân hình lóe lên, rời khỏi 10 dặm ngắm nhìn nơi đây. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới khẽ gật đầu, có lẽ, đối với Ma Long Tử mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất, Tiêu Phàm đối cái nhìn của hắn lại có thay đổi. Những người khác cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Phàm một cái miệng lợi hại như vậy, dăm ba câu liền quát lui Ma Long Tử, để bọn hắn thiếu một đại chiến lực. Cho dù thiếu Ma Long Tử, chúng ta những người này, giết người cũng dễ như trở bàn tay. Kim Thánh Vân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cũng là nói sự thật. Nhiều người như vậy liên thủ, nếu là còn không thể giết chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn cũng sẽ không phải Long Phượng tộc cao cấp nhất thiên tài. Huyết Hoàng Nữ, Huyết Phượng Tử, các ngươi xuất thủ một lần, trở về nói cho các ngươi biết lão tổ, hắn thiếu nợ ta nhân tình, xóa bỏ. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử nói. Ngươi, Huyết Phượng Tử không chút do dự liền muốn cự tuyệt, nhân tình kia, thế nhưng là Tiêu Phàm dùng mệnh của hắn đến ở hắn lão tổ nơi đó đổi lấy, hiện tại lại để cho bọn họ xuất thủ, xui xẻo nhất còn không phải hắn Huyết Phượng Tử. Nhưng mà nói chưa mở miệng, liền bị Huyết Hoàng Nữ ngăn cản, chỉ thấy nàng gật đầu nói, tốt. Tỷ, Huyết Phượng Tử cực kỳ không cam lòng. Lão tổ lời nói ngươi cũng không nghe sao. Huyết Hoàng Nữ hung hăng chừng Huyết Phượng Tử một cái, Huyết Phượng Tử lập tức đành phải cắn răng đáp ứng. Chỉ một thoáng, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử hai người lập tức đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, nhìn chăm chú đối diện Thần Long Tử mấy người, Huyết Phượng Tử trong bóng tối cười lạnh, qua phía dưới bản thân không ra tay toàn lực cũng được. Biến hóa bất thình lình, để Thần Long Tử mấy người bọn họ trở tay không kịp, thật tốt thế cục, bọn họ đã ẩn ẩn hướng tới không phân thắng bại. Bây giờ còn là 3-4, người một dạng nhất định phải thua. Kim Thánh Vân lại cười lạnh nói. Bọn họ chiến lực chủ yếu có hắn, Thần Long Tử, Băng Hoàng Nữ cùng Huyết Khuyết. Mà Tiêu Phàm một phương, chỉ có Tiêu Phàm, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử, bọn họ nhân số chiếm cứ thượng phong. Không, bây giờ là 3-3, Tiêu Phàm cười khẽ lắc đầu. Ngươi mắt mù sao, Kim Thánh Vân khịt mũi coi thường, nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn kinh hãi nhìn mình ngực, lại là nhìn thấy một chuôi huyết kiếm đến lạnh thấu tim. Quay đầu nhìn tới. Hắn căn bản không biết, Tiêu Phàm là khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, hơn nữa một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Bởi vì, người chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, người chết là không tính ở trong đó. Nhìn thấy một đám long tộc đánh giết mà tới, Tiêu Phàm trong mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, gần 100 linh hồn phân thân khí thế tăng vọt, như là dã thú đánh tới. Hơn nữa, tất cả linh hồn phân thân đều thi triển tu la đệ tứ biến. Đây đã là Tiêu Phàm mức cực hạn. Nếu như không phải lực lượng linh hồn đột phá đến thánh đế cảnh tu vi, hắn cũng không khả năng chia ra gần 100 cái đại đế cảnh hậu kỳ trở lên linh hồn phân thân. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi bảo vệ tốt Long Nữ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Là tốt, Ngọc Kỳ Tử đám người và Bạch Ma tất cả đều gật gật đầu, bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm là muốn một người cũng những cái này long tộc chiến đấu. Đám người một trận kinh hãi, làm hại bọn họ bạch bạch lo lắng một trận, cho là mình một phương phải lấy một địch bốn. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm một người biến ảo gần 100 phân thân, cho dù căn bản không cần bọn họ động thủ, cũng có thể áp chế hoàn toàn đối phương đây.
huyết hoàng nữ, địch nhân của ngươi là băng hoàng nữ, huyết phượng tử, người chiến huyết khuyết. Tiêu Phàm bản tôn tập trung vào thần long tử, những người này, cũng liền lấy thần long tử thực lực mạnh nhất. Về phần băng hoàng nữ cùng huyết khuyết, có huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử ở, hắn không cần cũng là bạch không cần. Hắn cũng biết huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử không nhất định toàn lực ứng phó, nhưng hắn sẽ không để ý. Hắn đã tùy thời làm xong đối chiến băng hoàng nữ chuẩn bị, mà huyết khuyết, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Ở đại đế cảnh hậu kỳ, là hắn có thể đủ cùng huyết khuyết một trận chiến, mà chiếm thượng phong, huống chi hiện tại đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong đây. Tiêu Phàm một người đối chiến hơn 80 cái long tộc tu sĩ, nhìn như rất khinh xảo, nhưng đối thần lực của hắn cùng tâm thần tiêu hao lại là cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại phải làm, chính là tốc chiến tốc thắng, cuối cùng sẽ cùng thần long tử một trận chiến. Cổ pháp, tam thiên thế giới. Gần 100 cái Tiêu Phàm đồng thời quát nhẹ, tất cả linh hồn phân thân duỗi ra ngón tay một điểm, nguyên một đám vòng xoáy tức khắc hư không nở rộ. Mặc dù từng cái linh hồn phân thân chỉ có thể thi triển ra 3000 thế giới đệ nhị trọng trung thiên thế giới, có thể uy lực này cũng không phải bình thường khủng bố. Theo vòng xoáy kia khuếch tán, trừ bỏ một chút trốn được tương đối nhanh, mặt khác tất cả long tộc tu sĩ tất cả đều bị bao khỏa ở bên trong. Nhìn thấy một đám long tộc đánh giết mà tới, Tiêu Phàm trong mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, gần 100 linh hồn phân thân khí thế tăng vọt, như là dã thú đánh tới. Hơn nữa, tất cả linh hồn phân thân đều thi triển tu la đệ tứ biến, đây đã là Tiêu Phàm mức cực hạn. Nếu như không phải lực lượng linh hồn đột phá đến thánh đế cảnh tu vi, hắn cũng không khả năng chia ra gần 100 cái đại đế cảnh hậu kỳ trở lên linh hồn phân thân. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi bảo vệ tốt long nữ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Là tốt, Ngọc Kỳ Tử đám người và Bạch Ma tất cả đều gật gật đầu, bọn họ biết rõ. Tiêu Phàm là muốn một người cũng những cái này long tộc chiến đấu. Đám người một trận kinh hãi, làm hại bọn họ bạch bạch lo lắng một trận, cho là mình một phương phải lấy một địch bốn. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm một người biến ảo gần 100 phân thân, cho dù căn bản không cần bọn họ động thủ, cũng có thể áp chế hoàn toàn đối phương đây. Huyết hoàng nữ, địch nhân của ngươi là băng hoàng nữ, huyết phượng tử, người chiến huyết khuyết. Tiêu Phàm bản tôn tập trung vào thần long tử, những người này, cũng liền lấy thần long tử thực lực mạnh nhất. Về phần băng hoàng nữ cùng huyết khuyết, có huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử ở, hắn không cần cũng là bạch không cần. Hắn cũng biết huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử không nhất định toàn lực ứng phó, nhưng hắn sẽ không để ý. Hắn đã tùy thời làm xong đối chiến băng hoàng nữ chuẩn bị, mà huyết khuyết, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Ở đại đế cảnh hậu kỳ. Là hắn có thể đủ cùng huyết khuyết một trận chiến, mà chiếm thượng phong, huống chi hiện tại đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong đây. Tiêu Phàm một người đối chiến hơn 80 cái long tộc tu sĩ, nhìn như rất khinh xảo, nhưng đối thần lực của hắn cùng tâm thần tiêu hao lại là cực kỳ khủng bố. Hắn hiện tại phải làm, chính là tốc chiến tốc thắng, cuối cùng sẽ cùng thần long tử một trận chiến. Cổ pháp, tam thiên thế giới. Gần 100 cái Tiêu Phàm đồng thời quát nhẹ. Tất cả linh hồn phân thân duỗi ra ngón tay một điểm, nguyên một đám vòng xoáy tức khắc hư không nở rộ. Mặc dù từng cái linh hồn phân thân chỉ có thể thi triển ra 3000 thế giới đệ nhị trọng trung thiên thế giới, có thể uy lực này, cũng không phải bình thường khủng bố. Theo vòng xoáy kia khuếch tán, trừ bỏ một chút trốn được tương đối nhanh, mặt khác tất cả long tộc tu sĩ tất cả đều bị bao khỏa ở bên trong. Làm vòng xoáy lực lượng từ trên người bọn họ nghiền ép mà qua tế. Bọn họ linh hồn run rẩy kịch liệt lên, mà lúc này, Tiêu Phàm tất cả linh hồn phân thân cũng động. Chỉ thấy bọn họ tập trung vào những cái kia long tộc tu sĩ, lấy thân hóa kiếm, cực tốc nổi giận chém mà ra, đâm vào những người kia mi tâm. Phốc phốc phốc, từng tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, hư không máu tươi bay vụt, xuyên thủng nguyên một đám long tộc tu sĩ mi tâm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt. Không đến thời gian một hơi thở, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thời không đều rất giống trong nháy mắt dừng lại một dạng. Mặt khác còn sống tu sĩ, tất cả đều kinh hãi hướng về không trung, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Ngọc Kỳ Tử, Thanh Long Vân, U Cửu Minh cùng Cung Tử Long đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Thần Long Tử, Băng Hoàng Nữ cùng Huyết Khuyết,
cùng số ít chạy trốn ra ngoài 3-5 người, cũng là con ngươi kịch liệt co vào, bị một màn này dọa cho phát sợ. Ma Long Tử, Huyết Hoàng Nữ cùng Huyết Phượng Tử cũng hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tiêu Phàm để bọn hắn không muốn đứng ở mặt đối lập, hiển nhiên cũng không phải là sợ bọn họ, mà là không muốn để cho bọn họ khó coi. Long tộc 70-80 người, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, vậy mà tất cả đều chết hết. Phải biết, bọn họ yếu nhất cũng là đại đế cảnh hậu kỳ cường giả A, chiến lực không kém gì đại đế cảnh đỉnh phong, có thể giờ phút này, tất cả đều bị Tiêu Phàm cho miểu sát. Khủng bố, đáng sợ, bọn họ đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung thời khắc này Tiêu Phàm, chỉ biết là hắn hoàn toàn không thể chiến thắng. 80 cái long tộc đại đế cảnh A, cỗ này lực lượng, đã đủ để quét ngang phần lớn nhân tộc đế vực, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cho dù là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, cũng chưa chắc có thể làm đến A. Phải biết, đổi lại là những người khác, coi như có được thực lực như vậy, cũng tuyệt đối không dám đối nhiều như vậy long tộc đại đế xuất thủ. Nhiều như vậy long tộc đại đế, phía sau đại biểu đều là một chút chủng tộc mạnh mẽ, trong thiên hạ, không có bao nhiêu người trải qua được bọn họ phía sau lực lượng trả thù. Nhưng Tiêu Phàm, lại là không chút do dự, sát phạt quả đoán. Hô, từng tiếng kêu to vang lên, lại là Tiêu Phàm linh hồn phân thân bỗng lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, vừa rồi một đòn, đã hao tổn phế đi hắn một nửa thần lực và lực lượng linh hồn, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Ở hắn linh hồn phân thân trở về thời khắc, còn mang theo 70-80 viên mệnh thạch, cùng từng đoàn thần huyết. Nếu như cũng đã xuất thủ, cái kia Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí. Những cái này long tộc đại đế thần huyết, đã đầy đủ hắn hấp thu, rèn luyện vô tận huyết mạch. Ngay sau đó, cái kia 70-80 cỗ long tộc đại đế thi thể cực tốc hướng xuống đất rơi xuống đi, bởi vì thần huyết bị rút ra, thi thể của bọn hắn đều trở nên khô quắt hết sức. Thời gian mấy hơi thở, Tiêu Phàm sắc mặt lại khôi phục hồng nhuận phơn phớt, linh hồn phân thân vừa rồi một kích kia, không chỉ có giết những cái kia long tộc đại đế, còn rút thần lực của bọn hắn. Loại năng lực này, vốn chỉ là tu la kiếm đặc tính, nhưng đạt tới dạng này cảnh giới, Tiêu Phàm bản thân trong thời gian ngắn cũng có thể nắm vững. Làm thần long tử bọn họ lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, ánh mắt rõ ràng có gì biến hóa rất lớn. Bọn họ rốt cuộc biết, vì sao ma long tử không nguyện ý đắc tội hắn, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử cũng ở trong tay Tiêu Phàm thua thiệt qua, nguyên lai Tiêu Phàm thực lực khủng bố như thế. Tiêu Phàm đứng chắp tay. Giết 70-80 cái long tộc đại đế, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Huyết Khuyết nói, còn có người mà nói, toàn bộ kêu đi ra a. Huyết Khuyết nghe vậy, thân hình kịch liệt run lên, không khỏi lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi hướng về Tiêu Phàm. Còn có người, hắn còn có người nào, thuộc hạ của hắn, đã vừa mới toàn bộ bị Tiêu Phàm chém giết. Giờ này khắc này, mặc dù có người còn sống, cũng tuyệt đối không ai dám lên đi tìm Tiêu Phàm phiền phức. Ngươi không có gặp, thần long tử đứng ở cái kia đều trầm mặc sao. Buồn bực nhất phải kể tới Huyết Phượng tử, hắn đã làm xong nhường chuẩn bị, để Huyết Khuyết bọn họ tận lực giết chết Tiêu Phàm. Nhưng lúc này mới thời gian mấy hơi thở mà thôi, long tộc một phương cơ hồ chết hết, một trận chiến này, cùng hắn thả hay là không thả nước căn bản không có quá nhiều quan hệ. Nói câu khó nghe, hắn quá tự cho là đúng. Kiếm Hồng Trần, người cũng đã biết, người sắp đối mặt là cái gì. Thần Long Tử híp híp mắt, ở không có thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ. Có nhiều thứ, so mệnh còn trọng yếu hơn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Thần Long Tử, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên quyết. Thần Long Tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái, những người khác cũng là kinh ngạc không hiểu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên không long nữ, bọn họ nghĩ không hiểu. Vì sao Tiêu Phàm liền mệnh đều không muốn, cũng phải bảo hộ long nữ. Nhất là ma long tử cùng huyết hoàng nữ bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, lần trước thiên tài tiệc trà, long nữ không chút lưu tình một kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn A. Tiêu Phàm vì sao muốn liều mạng bảo hộ một cái muốn giết nữ nhân của hắn đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.